tu chân liêu thiên quần, tống thư hàng. chương 346, kế hoạch bắt tống thư hàng. Tiếp theo, Bạch Tôn giả lại dịu giọng nói với tống thư hàng, hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho sớm đi, ngày mai chúng ta lại thử cá vượt long môn tiếp nhé. Cá, vượt long môn đấy, còn phải biến thành cá nữa sao? Bây giờ Tống Thư Hàng chỉ nghe thấy từ cá thôi là lập tức nhớ tới móng vuốt của đậu đậu, hàm răng của đậu đậu, dạ dày của đậu đậu, cùng với lúc đậu đậu nhai nuốt hắn. Tim đau quá đi. Ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta sẽ không biến ngươi thành cá nữa đâu." Bạch Tôn giả nói, "Kế hoạch của ta là trước tiên để cho ngươi trải nghiệm thử kinh nghiệm cá vượt Long Môn thành công cái đã, sau đó lại để cho ngươi dùng sức của mình, cố gắng bơi lên dòng thác Long Môn hai lần. Nên cứ nghỉ dưỡng sức đi, thí nghiệm ngày mai sẽ vất vả lắm." Nghe thấy thế, Tống thư Hàng lập tức thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không bị biến thành cá là được rồi, hắn thật sự bị ám ảnh tâm lý rồi đấy lại nói theo như khỏe tượng của đồng quái tiền bối đã nói thì hôm nay đám đệ tử còn sót lại của tam thập tam thú thần tông kia sẽ không tới vậy chắc ngày mai bọn chúng phải đánh tới nơi rồi nhỉ tống thư hàng hy vọng đám người kia có thể tới sớm một chút sau đó ngoan ngoãn đưa đầu ra cho bạch tiền bối giải quyết sạch sẽ như vậy thì bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi hòn đảo nhỏ này rồi như vậy hắn mới có cơ hội đi mật báo cho vũ nhu tử chứ còn có đám người cao mỗ mỗ Lâm Thổ Ba, anh em nhà Gia Cát, hên xui chị em Lục Phỉ và cha con của đệ tử Joseph trên danh nghĩa của hắn đang chờ hắn đến đón về nữa. Hắn vẫn còn nhiều việc phải làm lắm, không thể lãng phí quá nhiều thời gian trên hòn đảo nhỏ nằm giữa biển đông thế này được. Audio điện tử võ tấn bền Mà lúc này, bên trong một con tàu ngầm lặn dưới lòng biển sâu ở biển đông. Đám thành viên gần đây rảnh rỗi không có nhiệm vụ gì của tổ chức, bao gồm lang nhất, như nhị, mã tam, viên tứ, ưng lục, dương thất, kê thập bát, hổ nhị thập nhị, xà nhị thập tam, thố nhị thập bát. Tổng cộng có 10 người đã tụ tập lại đầy đủ. Đúng rồi, còn có tên đẹp mã hồ thập nữa, rốt cuộc hắn cũng thoát khỏi thi thể của con cá kiếm kia, quay về đây tập hợp với đám người lang nhất. Sau khi đám người tề tụ đầy đủ, thố nhị thập bát mới lên tiếng hỏi, lang nhất, lại có nhiệm vụ lớn gì hay sao mà ngươi lại vội vàng gọi bọn ta tới đây thế? Thố nhị thập bát là một cô nàng cứng ngắc, nhưng có cặp chân dài miên man, tu luyện công pháp của Tam thập Tam thú thần tông cũng sẽ ảnh hưởng tới vẻ bề ngoài và hình thể của kẻ tu luyện. ví như Lang Nhất phải dùng cả tay và chân để di chuyển, vượn tứ với cánh tay dài thật dài, kình bát có lớp da dày, sa cửu có răng cá mập, thố nhị thập bát cũng vì tu luyện công pháp nên càng lúc càng phẳng lì, còn chân thì càng lúc càng dài. Lang Nhất trầm giọng nói, kình bát và sa cửu làm nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn bi dây người ta bắt nữa làm nhiệm vụ thất bại nên bị bắt á. Đúng là hai tên phế vật, U6 cười lạnh nói, hắn là một gã đàn ông có mũi quặp như chim ưng, tính tình cũng vô cùng âm lãnh. Gã đẹp mã hồ thập lên tiếng, cũng không phải do lỗi của bản thân bọn họ, mà là trong lúc làm nhiệm vụ xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, đột nhiên có cao thủ xuất hiện nhúng tay vào. Kinh bát và xa cửu vốn đã ép mục tiêu nhiệm vụ vào chân tường rồi, nhưng tự dưng lại mất liên lạc. Mọi người im lặng hẳn đi, sau đó hổ nhị thập nhị xa sầm nét mặt, hỏi thực lực của đối phương như thế nào. Lang nhất lắc đầu, nói tạm thời không rõ lắm. Trước khi các người tới đây thì ta đã sai Dương Thất phóng máy bay trinh sát tới đó thăm dò xem đối phương sâu cạn thế nào. Dương Thất, bây giờ đã có tin tức gì chưa? Dương Thất đẩy cái mắt kính chống phóng xạ của mình lên, chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ của ta đã bay tới tọa độ mà Lang nhất ngươi đưa cho ta rồi, đúng lúc mọi người đều có mặt ở đây, vậy thì xem tình hình thử xem sao. Nói xong, Dương thất giơ tay ấn một cái trên chiếc máy tính ở trước mặt mình, kết nối máy tính với máy chiếu. Bốn ô hình ảnh nhỏ xuất hiện trên máy chiếu. Đó là bốn chiếc máy bay trinh sát loại nhỏ với đủ loại hình dạng khác nhau. Có cái hình chim, có cái hình con rùa lớn chừng lòng bàn tay, còn có hai cái có hình dạng côn trùng nhỏ. Bốn chiếc máy theo dõi này thành công lẻn lên trên hòn đảo rồi. Trong đó, chiếc có hình chim biển kia thuận lợi tìm thấy Kình Bát và Sa Cửu. Xuyên qua màn hình, mọi người đang ngồi xem đều có thể nhìn thấy vết kiếm che ưng sâu đến tận xương vô cùng đáng sợ trên ngực của Sa Cửu. Còn Kình Bát thì có vẻ rất lạ, sau lưng của hắn bị lõm xuống rất lạ, giống như bị đánh mạnh vào vậy nhưng tại sao lại ra tay ở sau lưng chứ? Vị trí này không phải điểm thích hợp để ra tay cơ mà. Tốt lắm, ít nhất thì Kình Bát và Sa Cửu đều còn sống cả. Lang nhất thở hát ra một hơi kinh bát và xa cửu đều là chân sư nhị phẩm có tiếng lâu năm là thành viên rất quan trọng đối với tổ chức của bọn họ bây giờ nếu như bọn họ mà xảy ra chuyện bất chắc gì thì cũng đủ để khiến Lang nhất cảm thấy đau lòng ngủ không yên giấc trong lúc nói chuyện con chiếc máy bay dạng côn trùng lại quay được hình ảnh khác đó là một tiểu hòa thượng mặt mày vô cùng nghiêm túc hai tay chắp lại một con chó kinh ba lẻ lưỡi giống như đang nói chuyện cùng với một người trẻ tuổi mặt mày hiền khô, vừa nhìn đã biết ngay là người tốt. Hai người một chó đang quây quần bên đống lửa nướng đồ ăn. Hổ nhị thập nhị trầm giọng hỏi, chính là bọn họ đã đả thương kình bát và CB à? Xà nhị thập tam liếm khóe môi, tiểu hòa thượng này nhìn qua thì chắc thực lực không mạnh lắm, nhìn từ trên hình thì từ cơ thể, nhất cử nhất động của nó thì có thể đoán ra là nó vừa mới hoàn thành trúc cơ không bao lâu, cao lắm chỉ mới mở được tới nhãn khiếu thôi. Không có gì đáng sợ hết. Cái tên trẻ tuổi ở bên cạnh cũng xem xem thế, từ hành động và trạng thái thân thể của hắn mà xem thì chắc cũng chỉ là một con gà mờ mới tu chân. Có lẽ thực lực của hắn mạnh hơn Tiểu Hòa Thượng kia một chút, nhưng tuyệt đối vẫn chưa đạt tới cấp bậc nhị phẩm. Thố Nhị thập bát tiếp tục phân tích. Thứ cần phải chú ý chính là con kinh ba nhỏ kia, tuy rằng không nhìn ra được thực lực của nó là bao nhiêu nhưng chỉ riêng việc nó có thể mở miệng nói chuyện thì ít nhất cũng phải là yêu thú nhị phẩm đổ lên, nó không chừng còn mạnh hơn thế nữa. Xà nhị thập tam tiếp tục liếm liếm khóe môi rồi nói tiếp. Thân thể của yêu thú rất cường hạn, ở thời kỳ đầu, tu sĩ ngang cấp căn bản không phải đối thủ của yêu thú. Trong đám người, hồ thập nhìn thấy tiểu hòa thượng và con kinh ba kia xong thì hơi nhíu mày lại. Chấm. Trong lúc nói chuyện, chiếc máy bay trinh sát có dạng rùa biển kia quay được một đạo thân ảnh đó là một đạo thân ảnh vô cùng xinh đẹp tựa như thiên tiên trên trời hình như lúc chiếc máy trinh sát hình con rùa biển kia chụp được bóng người này thì người này cũng phát hiện ra chiếc máy bay trinh sát nên mỉm cười đi tới bên cạnh con rùa biển nhỏ kia không xong bị phát hiện rồi dương thất kêu to lên đến chậm quá đi mất hóa ra là mấy thiết bị máy móc điều khiển từ xa thế này chán quá thân ảnh kia nói khẽ sau đó giơ tay vỗ nhẹ lên người của con rùa bốp một cái Chiếc máy bay trinh sát hình rùa biển kia đã bị tháo bung ra. Ồ, cấu tạo này thú vị thật đấy." Từ bên kia chiếc máy trinh sát vang lên giọng nói bình thản sau cùng của đạo thân ảnh xinh đẹp kia. Chấm chấm. Là hắn, đúng lúc này, Hồ Thập đứng phát dậy chính là cái thân ảnh xinh đẹp nói không nên lời kia. Đây không phải là vị tiền bối xinh đẹp lúc ấy chỉ dùng một chiêu đã lôi được mình bay lên người của con cá voi kia à? thực ra thì từ lúc nhìn thấy tiểu hòa thượng và con kinh ba kia là hắn đã thấy hơi nghi nghi rồi. Bây giờ thì có thể xác định, quả nhiên chính là vị tiến bối này. Chính là cái vị tiền bối đã cướp đi cái nhánh cây mà hắn dùng để làm màu, sau đó đưa một con cá kiếm có tốc độ nhanh gấp 10 lần, mà không có phanh, nhanh tới mức căn bản không thể nào dừng được cho hắn làm tỏa kỵ để gài hàng hắn. Hại hắn bỏ lỡ nhiệm vụ lần này. Lang nhất nhíu mày hỏi, hồ thập, người biết hắn là ai à? hồ thập cười khổ một tiếng đáp chính là vị tiền bối đáng sợ này đã chơi ta một vố khiến ta không thể nào tới phối hợp với đám người kình bát và xa cửu lang nhất nghe thấy thế thì nhíu mày chơi ngươi một vố lẽ nào đối phương chuyên môn tới để phá hỏng nhiệm vụ của chúng ta à không phải có lẽ là trùng hợp thôi nếu như là chuyên môn tới phá hỏng nhiệm vụ của chúng ta thì lúc ấy hắn có thể trực tiếp xử lý ta rồi hồ thập đáp vị tiền bối kia đáng sợ tới mức nào hắn đã tự mình nếm thử rồi. Ở trong tay đối phương, hắn chỉ gống như một con kiếm hôi, không hề có chút sức chống trả nào. Sắc mặt của hổ nhị thập nhị lại càng âm trầm hơn, sau đó hỏi tiếp vấn đề mà tất cả mọi người đều quan tâm, thân ảnh ban nãy có thực lực cỡ nào. Cực kỳ đáng sợ, sâu không thể dò. Hồ thập nhớ lại, ở trước mặt hắn, ta cảm giác hắn chỉ cần dùng một ngón tay thôi là có thể giết chết ta. Hơn nữa, đấy là một vị tiền bối đáng sợ có thể cách không vẽ phù văn, cũng có thể thêm trận pháp khống chế tâm linh, trận pháp hỗn thủy, trận pháp tụ linh lên người một con cá kiếm, khiến nó bơi được tới tốc độ nhanh gấp 10 lần. Hồ thập nói xong thì tất cả thành viên có mặt ở đây đều im lặng. Mặc dù hồ thập là một tên đẹp mã, thường xuyên làm mấy nhiệm vụ khiến các em gái xinh đẹp sinh con cho hắn, khiến người ta ghen tị không thôi. Nhưng thực lực của hắn cũng là cảnh giới chân sư nhị phẩm, sức chiến đấu không hề yếu hơn những kẻ đang có mặt ở đây bao nhiêu đối phương có thể dùng một ngón tay đè chết hồ thập, vậy thì cũng có thể đè chết tất cả mọi người có mặt tại chỗ này. Hơn nữa, những thủ đoạn như cách không vẽ phù văn, thêm vô số trận pháp khủng bố cho cá kiếm. Bây giờ muốn người ta phải chấp hành nhiệm vụ kiểu gì nữa đây hả? Không thể dùng vũ lực thì phải dùng trí thôi. Kê thập bát trầm giọng nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ưng ừ, lục lạnh lùng hỏi lại, dùng trí kiểu gì? Đầu tiên, chúng ta phải xác định rõ ràng mục tiêu của chúng ta là gì chúng ta cũng không muốn phải đối địch với kẻ đáng sợ như thế này cơ mà chúng ta chỉ cần cứu được đồng đội của mình mà thôi xà nhị thập tam liếm liêm khóe miệng rồi lại nói tiếp nếu như chúng ta đã không thể đối cứng với người đáng sợ như thế thì có thể chuyển sang các mục tiêu khác ví như người trẻ tuổi kia với tiểu hòa thượng này cũng được chúng ta có thể cân nhắc xem nên bắt người trẻ tuổi đó hay là tiểu hòa thượng sau đó thông qua cách đàm phán đổi đồng đội của chúng ta về. Sa nhị thập tam có vẻ như là kẻ lắm mưu nhiều kế ở trong nhóm người này. Mọi người nghe hắn nói xong thì đều gật đầu đồng ý. Hổ nhị thập nhị hỏi vậy chúng ta chọn mục tiêu nào để ra tay đây? Hay là bắt hết cả hai mục tiêu luôn? Muốn bắt cả hai người thì khó lắm. Tới lúc đó chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Tóm lại ít nhất phải bắt được một trong hai tên mới được. Sa nhị thập tam nói đương nhiên chúng ta nên chia ra làm chính phụ nữa. Nếu như có cơ hội bắt cả hai mục tiêu, nhưng chỉ có thể bắt được một thì chúng ta phải ưu tiên bắt người nào trong số hai người đó trước, mọi người chọn đại một cái mục tiêu đi. Kê thập bắt hỏi, vậy giữa tiểu hòa thượng và người trẻ tuổi đó thì chúng ta phải ưu tiên bắt kẻ nào? Các thành viên lại nhao nhao bàn tán tiếp. Lúc này, như nhị mới thật thà, cười ngu rồi nói, đi lại trên giang hồ, có bốn điều đại kỵ, đạo sĩ, hòa thượng, đàn bà, trẻ nhỏ. Bốn loại người này là khó chơi nhất, Tiểu hòa thượng vừa là hòa thượng, lại là trẻ nhỏ, tứ kỵ nó chiếm hết cả hai rồi. Chúng ta chọn ra tay với cái tên trẻ tuổi kia đi. chương 347, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001. Đợi chút đã, nhưng chẳng phải cái tên trẻ tuổi kia cũng để đầu chọc à. Chẳng lẽ hắn không phải là đại hòa thượng, 18 nghi hoặc chỉ vào Tống Thư Hàng trên màn hình. Cái đầu chọc của người trẻ tuổi này phản xạ ánh sáng mặt trời chiếu trói lóa là thế. Đầu tròn lẳng, láng o, vừa nhìn qua đã biết đây chính là dạng hộp sọ chuẩn thích hợp để đầu chọc rồi. Như nhị lại cười thêm cái nữa, kê huynh, quả đầu chọc này là vừa mới cạo xong đó, ánh mắt của ngươi đã tệ tới mức không nhìn ra cả điểm ấy à. Khóe miệng kê thập bát giật giật mẹ nó, cái quả đầu chọc láng o kia còn đang phản chiếu ánh mặt trời trói lóa là thế, cái tên như nhị này nhìn đằng nào ra được đây là quả đầu mới cạo chứ. Đừng có kéo vấn đề làng sang chuyện khác nữa. Lang nhất vỗ tay. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi, khôi phục thể lực một phen. Ưng Lục, Thố Nhị Thập Bát phát trang bị mới cho mọi người. Ngày mai hành động. Mọi người ở đây đều im lặng gật đầu, hai người Ưng Lục, Thỏ Nhị Thập Bát đứng lên, lấy một cái vali da màu đen ra. Cái vali của Ưng Lục rất lớn, sau khi mở ra, bên trong chứa đủ các loại lựu đạn và súng ống, đa dạng chủng loại, từ súng ngắn bình thường đến súng trường, súng tiểu liên, súng ngắm, kiểu dáng nào cũng có. Thực ra thì mấy loại vũ khí súng ống bình thường đều chỉ là đồ chơi trong mắt của những tu sĩ đẳng cấp cao, nhưng đối với tu sĩ nhị phẩm trở xuống thì vẫn có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Bọn người lang nhất không phải là kiểu cổ hủ như các tu sĩ thời đại trước, hiện tại bọn họ còn không có đủ truyền thừa của Tam thập Tam thú thần tông nữa là, vì hoàn thành nhiệm vụ thường phải lợi dụng một số vũ khí hiện đại hóa có uy lực mạnh. Bên kia, Thỏ nhị thập Tam cũng mở ra chiếc vali màu đen của cô ta ra. Đồ vật trong dương của cô tinh xảo, hơn nữa vô cùng đơn giản, chính là hai sắp thẻ rất dày ước chừng có 50 tấm. Đây chính là bảo phù cấp thấp, tài liệu dùng để chế tác cũng rất thô giáp. Một tấm bảo phù cứng ngắc có kích thước cỡ một trang giấy, có thể kích hoạt khiên bảo vệ cấp bậc gần bằng tam phẩm một lần. Mỗi người chọn vũ khí nào thuận tay, cùng với hai tấm bảo phù phòng ngự đi. Trang thủ đi cứu kình bát và xa cửu ra. Lang nhất vỗ tay, trầm giọng chỉ đạo gương mặt của hắn trầm như nước, nhưng trong lòng thì lại đang dỉ máu mấy loại súng ống kia thì còn có thể kiếm được từ tay của một vài quốc gian buôn bán vũ khí. Thế nhưng, mớ bảo phù này đều là chân bảo cả, không dễ gì có được đâu. Đến lúc đó nhất định phải vơ vét đám người hư kiếm phái kia lại, để đền bù cho lần tiêu hao này mới được. Tiếp theo, ngoại trừ dương thất ra thì tất cả các thành viên còn lại đều tiến lên chọn món vũ khí vừa tay mình, sau đó lại lấy hai tấm bảo phù bỏ vào trong người. Sau khi lựa chọn xong trang bị và bảo phù, mọi người tản ra, đi vào mấy căn phòng nhỏ trên tàu ngầm, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Chấm chấm. Phần lớn thành viên đều đã rời đi rồi, chỉ còn lại lang nhất, dương thất, nghiêu nhị và xà nhị thập tam. Dương thất, đã tìm thấy con nhóc của thế gia họ sở kia chưa? Lang nhất dò hỏi. Dương thất rỗi ngón tay gõ lên bàn phím, đáp. Đã tìm được rồi, đang ở trong cái lều này. Trong lúc nói chuyện, Hình ảnh chụp Sở Sở trong lều được chiếu lên màn hình. Sở Sở nằm trên giường bệnh trông có vẻ yếu ớt, có thể thấy vết thương của cô rất nặng. Ngực bị ép phẳng lì ra, cho đến giờ vẫn chưa chết cũng là nhờ vào may mắn. Sau khi Lang Nhất nhìn thất bộ dáng Sở Sở thế này, gật đầu vui mừng. Xem ra cô ta bị thương cực kỳ nặng, nhất định là không thể kịp cuộc chiến đoạn tiên đài giữa hư kiếm phái và thế gia họ Sở rồi. Nếu thế, xem như chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ chờ đến lúc trận chiến đoạn tiên đài bắt đầu, con nhóc của thế gia họ Sở này không thể lên đài được, chúng ta có thể lấy được thù lao của nhiệm vụ này từ trong tay hư kiếm phái rồi. Đối với Lang Nhất mà nói, đây chính là tin tốt duy nhất ngày hôm nay. Còn nữa, Dương Thất che giấu hết tất cả những dụng cụ trinh sát của ngươi cho thật kỹ vào. Giám sát hòn đảo nhỏ này, ngày mai là chúng ta có thể sẽ phải dùng tới. Nhất định phải chú ý đến hành tung của người trẻ tuổi và tiểu hòa thượng kia mọi lúc mọi nơi. Lang Nhất lên tiếng dặn dò. Dương thất gật đầu, cẩn thận giấu kỹ ba dụng cụ trinh sát còn lại. Tổn thất một cái hình con rùa, chỉ còn lại ba cái nên phải cẩn thận, không được để chúng bị phá hủy nữa. Đây chính là mấy sản phẩm khoa học kỹ thuật đặc biệt tiên tiến và quý hiếm nhất, có tiền cũng khó mà mua được. Chấm. Mặt trời lặn rồi lại mọc, lại một ngày mới bắt đầu. Ngày 17 tháng 7, trời nhiều mây. Thỉnh thoảng vầng thái dương nóng rực lại khoác lên mình một tầng mây thật dày, khiến cho người ta cảm giác ngày hôm nay mát mẻ hơn một chút tống thư hàng dậy thật sớm lặng lẽ rời khỏi lều bắt đầu tu luyện chăm chỉ sau khi tu luyện xong hắn khoan khoái trở về nơi cắm lều với cái đầu đầy mồ hôi tại nơi đóng quân đậu đâu cũng đang thổ nạp tu luyện nó thấy thư hàng quay về thì lên tiếng trêu ghẹo thư hàng gâu hai ngày nay thấy ngươi liều mạng tu luyện quá nhỉ bị cái gì kích thích hả gâu không phải bị kích thích Chẳng qua là cảm giác mấy hôm nay rất có động lực tu luyện thôi." Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Kể từ khi biết mình bỏ lỡ độ tuổi vàng tốt nhất để tu luyện, trong cơ thể đã không còn cổ tiên thiên chân khí mang theo từ trong bụng mẹ ra, Tống Thư Hàng cũng không bị đả kích gì, trái lại, hắn càng tu luyện chăm chỉ hơn trước. Nếu đã bước đi chậm hơn người khác, vậy thì càng phải nỗ lực tu luyện hơn nữa mới được. Cần cù bù thông minh, tuy rằng đạo lý này không đúng hoàn toàn, nhưng vẫn có ý nghĩa của nó hơn nữa vốn dĩ bản thân hắn đã bắt đầu trễ hơn người khác lại càng không tu luyện chăm chỉ thì chỉ có phần bị người ta bỏ lại xa hơn mà thôi tống thư hàng ướn eo chọc ghẹo ta không muốn đến lần sau khi bạch tiền bối xuất quan thì phần mộ của ta đã xanh cỏ rồi đâu sau đó bạch tiền bối lại phải đến thắp hương trước mộ ta tương đương yên tâm đi gâu không có vụ xanh cỏ đâu vẻ mặt đậu đậu nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc tống thư hàng nói cảm ơn đôi lúc đậu đậu nó cũng biết nói vài lời có ích đấy chứ bởi vì bản đậu đậu sẽ nhớ đến viếng mồ rồi dọn cỏ sạch sẽ cho ngươi vào tiết thanh minh hàng năm yên tâm đi không cần cảm ơn ta đâu bản đậu đậu rất vui lòng giúp ngươi đó đậu đậu phiên bản nhỏ dùng sức vỗ vỗ bắp chân tống thư hàng tống thư hàng miệng chó không thể mọc được ngà voi miệng đậu đâu lại càng không thể mọc ngà voi vì sao hắn lại không nhớ kỹ đạo lý này kia chứ lúc này tiểu hòa thượng cũng vừa tu luyện xong trở về. Con đường tu luyện giống như đi ngược dòng nước, không tiến thì ắt phải lùi, hầu như không ai lười biếng cả. Tiểu hòa thượng nghe loáng thoáng câu chuyện xong thì lập binh vực tống thư hàng. Đậu đậu tiền bối nói lung tung rồi, thư hàng sư huynh sẽ không chết sớm như vậy đâu. Tống thư hàng sư huynh là người tốt, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Tống thư hàng vui mừng đang đang định cho nó một like. Lúc này đậu đậu cười ha ha. Ừ ừ, sống lâu, trăm tuổi, sau trăm năm nữa thì tống thư hàng tèo chứ gì. Tiền bối đậu đậu à, con không có ý đó. Tiểu Hòa thượng nóng nảy, trên gương mặt nghiêm túc nhỏ nhắn đang tràn đầy oan ức. Tống thư hàng ngồi xổm xuống, xoa đầu đậu đâu thật mạnh. Đậu đậu ngươi đừng ăn hiếp tiểu quả quả nữa. Đúng rồi, đồ ăn của chúng ta hôm qua còn dư nhiều không? Buổi sáng chúng ta đổi khẩu vị nhé, đồ nướng này ăn một vài bữa thì không sao nhưng ăn nhiều quá thì sẽ không tốt đâu. Tiểu hòa thượng đứng ở một bên ra sức gật đầu. Đúng đó, hơn nữa, ăn đồ nướng nhiều dễ nóng lắm, lại còn dễ khiến chỉ sang bị tái phát nữa, đáng sợ lắm. Tống Thư Hàng Đậu đâu nghiêm trang nghe răng nói với Tống Thư Hàng. Đừng có sợ đầu ta, ngươi cũng không phải Hoàng Sơn Đại Ngốc, coi chừng ta cắn ngươi bây giờ. Ngươi không biết rằng đầu chó là nơi chỉ có chủ nhân mới được sợ à sau đó, đậu đậu lại nói. Không còn nhiều đồ ăn đâu, chúng ta nên đi tìm thêm chút nữa. Đáng tiếc, nếu như có biệt tuyết tiên cơ ở đây là tốt rồi, có cô ấy ở đây, cho dù mỗi bữa chỉ là đồ nướng, nhưng có thể làm ra rất nhiều thứ khác nhau, tuyệt đối sẽ không ngán chút nào. Biệt tuyết tiên cơ à, là chủ nhân của thực tiên yến sao? Tống Thư Hàng nhớ Tô Thị A Thất đã từng đồng ý dẫn hắn đi tham gia thực tiên yến của biệt tuyết tiên cơ, dường như là yến hội cực lớn trong giới tu sĩ cao tầng thì phải. Bởi vì đạo hiệu của biệt tuyến tiên cơ dễ nhớ, cho nên Tống Thư Hàng mới nhớ rõ. Chính là cô ấy đấy, đáng tiếc bạch tôn giả không đồng ý song tu cùng cô ấy. Go, còn bằng không, nếu như cô ấy song tu với bạch tôn giả thì tất cả đạo hữu trong nhóm cửu châu số một đều có lộc ăn rồi. Đậu đậu liếm liếm môi, sắp nhỏ hết cả dãi ra. Ha ha ha. Tống Thư Hàng cười khẽ suýt chút nữa thì hắn quên bén mất việc này rồi. Đến tham gia thực tiên yến, nhất định không thể nhắc tới bạch tôn giả trước mặt biệt tuyết tiên cơ mới được. Phụ nữ thất tình rất đáng sợ, rất có thể cô ấy sẽ vì yêu mà sinh hận. Lỡ như sau đó cô ấy chút hết lòng hận thù vào một người qua đường ất ơi như hắn thì làm sao đây? Hắn cũng không muốn bị ngộ độc thức ăn đâu. Nếu như không còn nhiều đồ ăn thì ta đi kiếm cái gì để ăn vậy, đi xuống biển xem có thể kiếm được món hải sản nào không? Tống Thư Hàng đề nghị, đúng lúc hắn đổ mồ hôi đầy người sau khi tu luyện xong, bây giờ mà đi bơi một chặp thì bảo đảm sướng hơn gấp bội. Trải qua cả một đêm giảm sốc, rốt cuộc hắn cũng không còn nhạy cảm với cá như trước nữa. Nhưng hàm răng của đậu đậu vẫn là ám ảnh trong lòng Tống Thư Hàng. Được, xuống biển thì chú ý an toàn nhé. Đậu đậu nhắc nhở. Trong lúc nói chuyện, đậu đậu nhếch miệng, con mắt nó đảo qua vài góc hẻo lánh trên hòn đảo, Bên đó có hai con côn trùng và một con chim biển. Đưa máy bay trinh sát lên đảo này một cách trắng trợn như thế, đối phương cho rằng bản thân và Bạch Tiền Bối đều bị mù hết rồi à? Chấm chấm. Tống Thư Hàng chỉ mặc độc mỗi cái quần cộc rộng đi xuống biển. Bạch Tiền Bối vẫn ngồi trên một mỏm đá ngầm trên mặt biển như trước, hai tay hắn ôm đầu gối, ánh mắt nhìn về đường chân trời cuối, lẳng lặng ngẩn người. Buổi sáng tốt lành, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng vẫy tay kêu to. Bạch tôn giả xoay đầu lại nhìn về phía tống thư hàng, thấy bộ dạng tống thư hàng thì hỏi. Người muốn xuống biển à? Vâng, ngày hôm qua đậu đậu và tiểu hòa thượng đã đi tìm thức ăn rồi, vậy sáng nay đến phiên ta. Ta muốn xuống biển xem thử, tìm chút hải sản. Tống thư hàng cười nói. Tốt lắm, vậy thì ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa. Bạch tôn giả tiếp lời. Sau đó tôn giả nhắc nhở thư hàng. Đúng rồi, thư hàng này, dự báo thời tiết hôm nay là sóng thần sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào ở cách hòn đảo của chúng ta 100 mét. Người phải chú ý đấy, không nên bơi quá xa. Dự báo thời tiết, có sóng thần cách đảo của chúng ta có 100 mét. Không bàn đến việc rốt cuộc là cái trung tâm khí tượng nào ở không đi dự báo thời tiết trên một hòn đảo nhỏ vô danh ở Biển Đông quan trọng là rốt cuộc là nơi nào có thể xác định được phạm vi của sóng thần chính xác đến hàng mét thế này. Tống Thư Hàng cười khổ nhìn về phía Bạch Tôn Giả, xem ra bạch tiền bối muốn làm một trận lớn rồi. Thấy vẻ mặt cười khổ của Tống Thư Hàng, bạch tôn giả cười ha ha. Được rồi, đừng sợ, người tới đây. Tống Thư Hàng đi đến bên cạnh bạch tôn giả. Bạch tôn giả vươn tay lấy một tờ giấy dán hình trong suốt ra. Ôi, nhớ thứ này thật đấy, trước đây không lâu, cái hình dán 3D hình anh em hồ lô biến chứa vạn lý phi độn thuật mà bạch tiền bối chuẩn bị cho hắn cũng lại in ra từ trong mấy miếng dán trong suốt thế này đây chẳng lẽ lần này lại là vạn lý phi độn thuật nữa hả? Trong lúc hắn đang suy nghĩ miên man, thì bạch tôn giả đã dùng sức dán tờ giấy lên lồng ngực hắn. Sau khi bóc lớp giấy ra, trên ngực tống thư hàng xuất hiện thanh phi kiếm lần này đổi hình vẽ rồi à? Không phải hình anh em hồ lô 3D thì tốt quá rồi. Bạch tiền bối, lần này là cái gì thế? Tống thư hàng hỏi thử. Vẫn còn chưa đặt tên đâu. Bạch tôn giả suy nghĩ một chút rồi trả lời chương 348, alo, giao bá đạo hữu à. Ta muốn tạo ra một cơn sóng thần. Tống thư hàng dùng một lần là ý gì? Thứ này có quan hệ gì với phi kiếm dùng một lần và lưu tinh kiếm dùng một lần không? Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng cảm thấy bàng quang tự nhiên tương tức, cơn mót tiểu ở đâu ủa lên. Tiền bối, ngài giới thiệu cho ta nghe một chút về công năng của cái, Tống Thư Hàng dùng một lần bản Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001 này được không? Yên tâm đi, không có công năng gì khoa trương đâu. Bạch tôn giả cười ha hả an ủi tống thư hàng, đây là phù bảo ta cải biên từ, vạn lý phi độn thuật đấy. Chẳng phải hôm qua ta đã bảo sẽ cho ngươi thể nghiệm thử một lần dược long môn sao? Đây là thứ ta chế tác để cho ngươi trải nghiệm dược long môn đấy. Vậy tiền bối này, ta muốn hỏi một tí, có phải nó sẽ khiến ta lao, yêu, tương đương một cái lên trời theo đường xoắn ốc không? Tống thư hàng căng thẳng hỏi nó mà dùng hình thức kiếm nhận phong bạo làm hắn bay lên trời piêu tương đương một phát, thế thì hắn chỉ có thể lập tức sử dụng tuyệt kỹ, 500 phương pháp đầu hàng của tu sĩ, với bạch tiền bối thôi. Người không phải là phi kiếm, phù văn phức tạp thế đâu thể khắc lên người ngươi được. Bạch tôn giả giải thích không nhanh không chậm, tống thư hàng dùng một lần bản 001 chỉ có một công năng duy nhất thôi, ta đơn giản hóa vạn lý phi độn thuật, một cách tối đa, chỉ giữ lại mỗi công năng động lực cơ bản nhất. Nó có thể tăng cường rất mạnh lực đẩy lên cao cho cơ thể của ngươi, khiến cho ngươi có thể phóng ngược mà lên qua thác Long Môn. Cho nên, cho dù ngươi bất cần bơi tới chỗ có sóng thần thì chỉ cần kích hoạt nó, là có thể mượn lực đẩy cường đại của nó mà thoát ra khỏi khu vực sóng thần. Hơn nữa ta sẽ luôn ở bờ biển trông nom, ngươi vừa kích hoạt Tống thư hàng dùng một lần bản 001 là ta có thể lập tức tiếp ứng ngươi ngay. Nghe đến đây thì Tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm. Nói cách khác thứ này chỉ như motor làm gia tăng động lực cho hắn mà thôi, cho dù ở trong sóng thần thì hắn cũng có thể dựa vào tống thư hàng dùng một lần bản 001 để cưỡi gió vượt sóng, lướt giữa biển khơi, nghe ngầu bá cháy. Cứ không bị bắn lên trời theo đường xoắn ốc là hắn yên tâm hẳn. Tiền bối ta đi xuống biển đây, tống thư hàng vui vẻ vẫy tay rồi nhảy xuống biển. Bạch tôn giả cười mỉm một cái, sau đó ngồi trên vách đá tiếp tục ngẩn người. Tống Thư Hàng xuống nước bơi một hồi sung sướng, sau đó lặn thẳng một hơi xuống tận đáy biển. Trước khi xuống nước Tống Thư Hàng đã thi triển quy tức thuật. Chiêu quy tức thuật này Bạch Tôn giả dạy cho hắn trong buổi lái máy bay trực thăng vào vũ trụ lần đó, quả là kỳ diệu vô cùng. Thi triển quy tức thuật thì trong mấy tiếng đồng hồ không cần phải thở, mỗi ngày có thể tiết kiệm cho mẹ trái đất được rất nhiều oxy. Bạch Tôn giả lặng lặng ngẩn người một hồi lâu thì điện thoại di động của hắn vang lên tôn giả mở di động ra nhìn thì thấy màn hình hiển thị tên người gọi là Giao chân Quân Giao Bá Đạo Hiếu. Bạch tôn giả duỗi lưng một cái, nhấn nút nghe điện, sau đó giơ điện thoại ra cách mình một sải tay. Alo, Bạch Đạo Hữu đây à, lâu lắm rồi không gặp há 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 tương đương thật ngại quá, ban nãy ta đang cầy cấy đứa thứ 26 với bà ba nên không nghe điện thoại của ngươi, nói coi có vụ gì đấy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói oang oang như sấm dậy, nghe hùng dũng cực kỳ vị giao chân quân giao bá này chính là một trong những người bạn cũ của Bạch Tôn Giả. Trước đó không lâu Bạch Tôn Giả muốn đi thi lái máy kéo nên mới thu thập rất nhiều số điện thoại và cách liên lạc với bạn bè cũ. Vị giao chân quân giao bá này là một trong số đó. Ờ, định rủ các người ít hôm nữa đi tụ tập một chút, không biết người có rảnh không? Đám chúng ta cũng đã hơn 100 năm không gặp nhau rồi. Bạch Tôn Giả cười nói. trời ơi, Bạch Đạo Hiếu, chỉ có ngươi là hơn 100 năm không gặp thôi. Đám bọn ta cách mấy chục năm lại gặp nhau một lần đấy. Chỉ có mình người bế quan một phát là hơn 150 năm, không đến gặp bọn ta mà thôi. Giọng nói của Giao chân Quân vẫn vang lên oang oang. Bạch tôn giả, gạch nối. Cơ mà gần đây đúng là cũng hơn hai chục năm không tụ tập rồi thật. Người hẹn thời gian với địa điểm đi, ta đi báo cho các bằng hữu khác, phải họp mặt vui vẻ chúc mừng ngươi xuất quan mới được. Giao chân Quân cười sang sảng. Bạch tôn giả gật đầu nói. Được, mấy ngày nữa ta chọn địa điểm rồi báo cho các ngươi nhé. Còn giờ thì có một việc muốn nhờ ngươi chút đây. Sao chân quân hỏi? Vụ gì? Ta nhớ khu vực Đông Hải là địa bàn của ngươi đúng không? Ta muốn nhờ ngươi khoanh vùng một phạm vi nho nhỏ, tạo ra một cơn sóng thần lớn, được không? Bạch tôn giả hỏi. Ha ha, được chứ. Cơ mà địa bàn này giờ ta chuyển cho con gái thứ 21 của ta rồi đợi tí để ta liên hệ với nó, bảo nó làm sóng thần cho. À đúng rồi, hay là ta bảo nó liên lạc với ngươi, rồi ngươi nói với nó xem phạm vi cụ thể, độ rộng độ cao và uy lực của sóng thần như thế nào nhé. Giao chân quân cười phớ lỡ. Xem ra hơn 100 năm nay địa bàn của giao chân quân mở rộng ra nhiều, bắt đầu chia đất cho con cái rồi cơ đấy. Con gái thứ 21 của ngươi Á, sinh trong 100 năm trở lại đây đấy à, được rồi, bảo nó liên lạc với ta đi bao giờ xong việc ta cho nó cái lì xì gặp mặt. Bạch tôn giả cười nói. Bạch đạo hữu khách khí quá rồi, há 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 tương đương 100 năm qua ta sinh thêm mấy đứa con liền đấy, từ đứa thứ 19 đến đứa thứ 25 toàn là con gái, lạ thế cơ chứ lại. Giờ ta đang cố cày cấy để sinh thêm đứa thứ 26 đây, muốn có thêm thằng con trai nữa ấy mà. Thế là đủ 11 thằng cu để lập một đội bóng rồi. Chục năm nữa ta sẽ dắt đội bóng con dai đánh lên tận cửa phủ nhà con bào ngư ngốc kia, suốt cho đội con nhà hắn tan tác mới vui. Giao chân quân dương dương tự đắc. Bạch tôn giả. Gạch nối. Vì muốn có một đội bóng con dai mà giao chân quân liều quá xá. Liều thật đi ấy chứ, liều ra bảy mặt con rồi cơ mà. Ôi bảy đứa con gái, tình hình này mà đứa thứ 26 vẫn là gái nữa thì giao chân quân còn phải liều dài dài. Ta cúc trước đây, tí nữa ta bảo con gái gọi cho ngươi nhé. Giao chân quân oang oang nói một chàng, sau đó cúp máy cái rụp bạch tôn giả móc lỗ tai sau đó lặng lẽ kéo máy gần lại phía mình giao chân quân to mồm từ xưa lúc họ còn dùng thiên lý truyền âm để trao đổi thì bạch tôn giả đã được trải nghiệm rồi mấy năm nay thực lực của hắn vững bước đề cao giọng cũng càng ngày càng ầm ầm như sấm đang lúc suy tư thì điện thoại lại vang lên số gọi đến là hoắc chắc là con gái của giao chân quân giao bá rồi bạch tôn giả mở máy lên nghe chào ngài bạch tiền bối ạ Ta là Ngư Kiều Kiều, ban nãy ta đã nghe cha ta nói qua một chút rồi ạ. À. Bây giờ Bạch Tiền Bối đang ở đâu thế, ta đến gặp ngài nói chuyện được không? Một giọng nữ dễ thương vang lên trong điện thoại. Được, vị trí của ta là, Bạch Tôn giả báo vị trí của mình cho Ngư Kiều Kiều. chương 349, kế hoạch có biến, sửa cự ly sóng thần thành 50 mét đi. Bạch Tôn giả nhanh chóng biết được vì sao con gái của Giao Bá lại tên là Ngư Kiều Kiều. Bởi vì một lúc sau, một con cá màu phấn hồng chỉ nhỏ bằng bàn tay, trông rõ là đáng yêu bò đến bên người hắn. Đúng vậy, là bò tới bên cạnh bạch tôn giả. Bên thân nàng cá nhỏ xinh xắn còn có bốn móng vuốt bé xíu tin hin, trên đỉnh đầu mọc sừng dao nho nhỏ. Chỉnh thể nhìn thì giống lục giác long ngư nhưng thân mình trăm phần trăm là cá, chiếc di động nhỏ xíu móc trên cái đuôi con con. Phải gọi nó là dao ngư, hay là ngư dao, hay ít, bảo sao lại tên là ngư kiều kiều, hóa ra là ngư dao à, Nói cách khác, có lẽ mẹ của Ngư Kiều Kiều là một con ngư yêu. Xem ra chủng loại vợ cưng của giao bá đạo hữu cũng đa dạng thật đấy. Coi bộ lão bản cũ này đúng là liều mạng muốn sinh ra đủ một đội bóng, đến cả ngăn cách giống loài mà còn không ngăn được bước đường cầy cấy của lão nữa rồi. Xin hỏi, ngài chính là Bạch Tiền Bối ạ? À? Sau khi bò tới bên cạnh Bạch Tôn giả, Ngư Kiều Kiều cất giọng khả ái hỏi một câu. Giọng nói mềm mỏng chẳng khác gì giọng lồng tiếng cho mấy con vật nhỏ trong phim hoạt hình. Bạch tôn giả mỉm cười gật đầu rồi vươn tay ra. Ngư kiều kiều phối hợp bò vào tay bạch tôn giả, sau đó thân mật cọ cọ rụi rụi trong lòng bàn tay hắn. Trước khi nó tới đây, cha nó đã giới thiệu sơ qua vài đường cơ bản về bạch tôn giả cho nó nghe rồi. Ví dụ như mị lực không gì đỡ nổi, mị lực không gì đỡ nổi, mị lực không gì đỡ nổi. Tóm lại, ý của phụ thân là trên thế gian này, phàm là vật sống có tư duy thì đều khó lòng đỡ nổi mị lực của bạch tiền bối, cho nên nó phải chuẩn bị tâm lý cho thật kỹ vào trước khi tới nó cũng đã chuẩn bị tâm lý cho tốt đúng như lời cha dặn thế nhưng ngay khi nhìn thấy bạch tôn giả lần đầu tiên thì trong lòng nó đã bất giác giấy lên ý muốn thân cận mãnh liệt không sao kìm nổi thế là cứ thế tiến lại gần theo bản năng thôi thậm chí trong nháy mắt ngư kiều kiều còn cảm thấy tình cảm thân thiết của phụ thân với mình còn kém xa cảm giác thân cận mà bạch tiền bối mang lại ấy may mà giao chân quân không như vị đại tôn giả nào đó nếu không chắc đã khóc ngất trong WC luôn rồi. Bạch Tôn giả vừa nâng Ngư Kiều Kiều lên thì đã cảm ứng ra cảnh giới của nó tam phẩm đỉnh phong. Xem ra chỉ còn cách thiên tiên tứ phẩm một bước nữa thôi. Ngư Kiều Kiều là con gái giao chân quân sinh được trong vòng 100 năm trở lại đây. Tuy yêu tu có tuổi thọ dài, nhưng sau so ra thì trước cảnh giới kim đan ngũ phẩm, tốc độ tu luyện của chúng còn chậm hơn tu sĩ nhân loại mấy phần. Chỉ trong 100 năm mà Ngư Kiều Kiều đã có thể tấn trước tới cảnh giới tam phẩm đỉnh phong, xem ra cũng không kém gì thiên tài trong nhóm cửu châu số 1 như Tô Thị A Thập Lục và Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Ngư Kiều Kiều cất tiếng hỏi. Bạch tiền bối, xin hỏi người muốn sóng thần lớn chừng nào? Phạm vi rộng bao nhiêu? Mặt khác, có cần phải cho ảnh hưởng xuống cả đáy biển không ạ? À? Tuy chỉ có cảnh giới tam phẩm, nhưng Ngư Kiều Kiều thừa kế huyết mạch giao long, thiên phú của giao long chính là phiên giang đảo hải, cho dù chỉ là một con dao long nhỏ bé cảnh giới nhất phẩm, thả vào sông biển cũng có thể giấy lên sóng to gió lớn ngập trời. Sóng thần bình thường là do động đất dưới đáy biển hoặc núi lửa ngầm phun trào tạo ra, tốc độ lên tới 600 đến 1000 km một giờ, ngọn sóng cao trên 10 m thậm chí có con cao tới 40 đến 50 m lực trùng kích khổng lồ có thể quét sạch hết thảy mọi thứ trên đường nó đi. Nhưng bạch tôn giả cần một con sóng thần lớn trong một phạm vi nhỏ thôi. Nói cách khác, cơn sóng thần ngài ấy muốn phải rộng, phải cao, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại phải hẹp, tức là muốn nhằm vào một người hoặc vật gì đó đặc biệt à. Khống chế uy lực của sóng thần ở mức lớn nhất mà ngươi có thể, còn phạm vi à, chỉ cần cách hòn đảo nhỏ này tầm 100 mét là được rồi. Đúng rồi, đừng tạo ra ảnh hưởng quá lớn với thiên nhiên. Bạch tôn giả chỉ tay vạch phạm vi bên ngoài đảo. Tiền bối muốn bao giờ thì tạo sóng thần ạ, à? ngư kiều kiều hỏi. Bạch tôn giả nhìn xung quanh đảo. Ừm, chờ mấy người thú vị đến đây đã ánh mắt hắn trực tiếp xuyên qua tầng nước thẳm sâu thấy tống thư hàng đang vui vẻ bơi lội dưới đáy biển không chỉ thế hắn còn thấy cả một con tàu ngầm đang lẳng lặng dừng lại sau một khối đá ngầm cách tống thư hàng vài trăm mét xa ừm đến rồi kiều kiều chuẩn bị đi chờ ta ra tín hiệu ồ nói được một nửa bạch tôn giả đột nhiên mỉm cười kế hoạch có biến không cần chờ tín hiệu nữa nổi sóng luôn đi Ừm, thay đổi phạm vi một chút, cứ để sóng nổi ở phạm vi cách đảo 50 mét là được rồi. Con làm sóng lớn được chừng nào thì làm chừng đó, làm thế nào mà cuốn được tất cả mọi thứ lên đảo này thì thôi. Sóng thần ở cự ly 100 mét đột nhiên biến thành 50 mét, Tống Thư Hàng yên lặng nuốt một viên, dược hoàn. Trong tàu ngầm, đám người lang nhất, như nhị căng thẳng nhìn tình hình phía xa. Ngày hôm qua xài nhị thập tam đã phải thức thâu đêm để thiết kế ra 5 bộ kế hoạch phương án tác chiến. Trong đó bao gồm các phương án dẫn tống thư hàng hoặc nhóc sư con ra khỏi đảo nhỏ. Sau đó làm thế nào để tránh được con kinh ba, có thể là cao thủ, và tu sĩ áo trắng, 100% là cao thủ, nọ. Riêng cách để bắt giữ tống thư hàng và nhóc sư con thì có đến hơn 15 loại khác nhau. Trên cơ bản, xà nhị thập tam đã diễn luyện cả mục tiêu cần bắt giữ và các biến số khi thực hiện kế hoạch của cả đám trong đầu một lượt. Năm bộ kế hoạch mà hắn thiết kế ra cứ phải gọi là hoàn mỹ, không hề có một chút thiếu sót nào. Thế mà không ngờ, kế hoạch lại không theo kịp biến hóa. Tống Thư Hàng tự bơi ra khỏi đảo nhỏ nằm ngoài dự đoán của hắn. Việc nằm ngoài dự đoán này giúp bọn hắn lược bỏ được giai đoạn, dụ dỗ tên đó hoặc nhóc sư con kia. Lên, thực hiện phương án vây bắt của xà nhị thập tam mang thuốc gây mê theo, mang nhiều vào, nói gì thì nói thằng danh này cũng là tu sĩ nhất phẩm, cứ mang, gấp 5 lần lượng thuốc đủ để gây mê cả con voi ấy, ừ. Tu sĩ không chết dễ thế đâu, lang nhất nói. Xà nhị thập tam bổ sung thêm. Chú ý vây chặt đừng cho nó thoát, khi cần có thể nổ súng luôn và ngay, chỉ cần giữ cái mạng của hắn lại để đổi kinh bát và xa cửu về là được. Súng của bọn chúng đều đã được ưng lục tự tay cải tạo qua, tầm bắn trong nước giảm đi nhiều nhưng uy lực thì vẫn không phải dạng vừa thế rồi lang nhất đi đầu tất cả các thành viên khác đi theo chỉ để lại xà nhị thập tam và dương thất trên tàu chủ trì mọi việc đám người lang nhất hành động rất thuận lợi bọn chúng giấu kín hành tung lặng yên vây chặt tống thư hàng chúng đều là dân lão luyện kinh nghiệm đầy mình che giấu khí tức giỏi vô cùng đúng lúc này tống thư hàng đang đuổi theo một con rùa biển bỗng dừng khựng lại tuy rằng không nhìn thấy cũng không cảm ứng được mình đang bị một đàn lang sói vây quanh, thế nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác nguy cơ mãnh lai hey, tựa hồ có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi hắn lom lom. Cuồng nhìn trộm à, thế là Tống Thư Hàng không chút do dự bơi nhanh về phía đảo. chương 350, ta muốn bay cao hơn nữa. Nhưng đám người lang nhất chưa kịp nổ súng, thì đã cảm thấy nước biển bên dưới bắt đầu ảo ảo biến động. Sau đó có một sức mạnh đáng sợ dâng lên từ dưới đáy biển, Chuyện gì xảy ra thế này? Trong lòng lang nhất giật mình kinh hoàng, hắn thử dẫy ruộng, muốn thoát thân ra khỏi mặt nước biển cuộn trào. Nhưng cổ sức mạnh đang sộc lên từ bên dưới mặt nước biển vô cùng dữ dội, trong đó hình như còn có sen lẫn khí tức của yêu tu. Không đúng, đây là có thủy yêu đang tác quái. Đại dương là sân nhà lớn nhất của thủy yêu, gặp phải thủy yêu ngay lúc này chính là chuyện phiền phức và đau đầu nhất. Nhưng, rõ ràng trước khi ra tay, bọn họ đã kiểm tra khắp xung quanh, Xác nhận không có gì bất thường rồi mà. Con hải yêu này đến từ đâu kia chứ? Còn nữa, tại sao con thủy yêu này lại ra tay đối phó với nhóm người của mình? Chẳng lẽ đúng lúc con đại thủy yêu đáng sợ này này đang đói bụng sao? Nhìn thấy mấy người bọn họ thì cảm giác ngon miệng nên muốn đớp. Lang nhất thử vùng vẫy một cái, nhưng căn bản chẳng được gì hết. Hắn điên cuồng vùng vẫy muốn thay đổi tư thế trong nước nhưng cũng không thể được. Nếu đã không có cách nào ngăn chặn thì chỉ có thể cố gắng chấp nhận mà thôi. Lang nhất chỉ có thể cố gắng vận chuyển chân khí trong cơ thể để bảo vệ toàn thân. Các đồng đội của hắn cũng im lặng chọn cách làm như vậy. Tống Thư Hàng còn đần mặt ra ngơ ngác hơn cả đám người lang nhất nữa, nước mắt rơi đầy mặt. Ngay khi nước biển biến động bất thường, thì hắn đã biết ngay, sóng thần, mà Bạch Tôn giả dự báo đã tới rồi. Nhưng Bạch Tiền Bối đã nói, có sóng thần ở cách xa hơn 100 mét, nhưng bây giờ mình cách hòn đảo xa nhất chỉ có 50 mét thôi mà. Hắn đã cẩn thận kiểm soát phạm vi bơi lội rồi, nhưng tại sao sóng thần vẫn ập tới là sao? Còn có một vấn đề quan trọng hơn nữa phải làm cách nào để khởi động, tống thư hàng dùng một lần bản 001 đây. Chết sở, bị dính trưởng rồi, trước khi xuống biển, hắn chỉ nhớ hỏi mỗi vụ, tống thư hàng dùng một lần bản 001, có thể mang theo hình thức kiếm nhận phong bảo, xoay tít bay lên trời hay không, nhưng lại quên hỏi bạch tiền bối xem cái thứ này khởi động kiểu gì mất rồi. Chẳng lẽ vẫn phải hô, sức mạnh lăng kính mặt trăng, biến hình, à. Cái câu thần thú đáng xấu hổ ấy, hắn đọc một lần là không bao giờ muốn đọc lại lần thứ hai nữa. Hơn nữa, bây giờ hắn đang ở dưới biển, mở miệng ra thì nước biển sẽ tràn vào, đọc thần chú kiểu gì bây giờ. Âm, uhm, sóng biển vừa dâng lên một cái thôi đã cao hơn 20 mét, uy lực khỏi bàn cãi sóng cuốn luôn cả nhóm người lang nhất lên, đập vào bờ của hòn đảo đây rõ ràng là muốn ập đám người nhất lang chết trên bờ cát đây mà. Trong nháy mắt khi tên đẹp mã dở hơi hồ thập bị cuốn lên, ánh mắt lập tức nhìn về phía thân ảnh áo trắng đáng sợ ở trên hòn đảo kia theo bản năng. Sau đó, hắn nhìn thấy trên mặt thân ảnh áo trắng kia nở nụ cười điềm tĩnh, giống như con sóng thần đột nhiên xuất hiện này cũng nằm trong dự liệu của vị tu sĩ áo trắng đó vậy. Quả nhiên là do vị tu sĩ xinh đẹp đáng sợ này động tay động chân à đáng lẽ mình nên khuyên lang nhất sớm mới phải lý ra nên dùng cách mềm mỏng hơn để chuộc xa cửu với kình bát về mới phải cái chủ ý quê mùa như bắt cóc tiểu hòa thượng và người thanh niên trẻ này đúng là chẳng phải cách hay ho gì trong lòng hồ thập cực kỳ khổ tâm nhưng hắn chẳng làm nên trò trống gì cả sóng biển cuốn theo nhóm người lang nhất và tống thư hàng tiếp tục ập vào hòn đảo tống thư hàng bị sóng thần cuốn đi hình như vận khí của hắn không được tốt lắm bị cuốn chìm đuối đụi ở dưới đáy của sóng thần, còn bị hút xuống dưới đáy biển không ngừng. Giống như nhóm người lang nhất, hắn cũng không dễ dụa được. Dưới sức mạnh của thiên tai tự nhiên thế này, thư hàng cảm giác được bản thân mình thật nhỏ bé và vô lực. Lại nói, cá vượt long môn, thì có thể khó hơn so với việc mình cố gắng xông lên mặt biển lúc này hay không? Trong lòng tống thư hàng đột nhiên nhớ tới những gì mà bạch tiền bối từng miêu tả cho hắn. Lúc này hiệu quả quy tức thuật của hắn vẫn còn, vì vậy cho nên hắn không cần lo lắng tới vấn đề hít thở. Cá vượt long môn thật sự mà bạch tôn giả đã hình dung, cũng không phải cái bình cảnh dược long môn của cảnh giới nhất phẩm của Tống Thư Hàng bây giờ. Nhưng dù cho độ khó của bình cảnh dược long môn chỉ khó bằng một phần người hiện thực thì Tống Thư Hàng vẫn cảm thấy nó rất đáng sợ. Nhưng, lý nào ta lại dễ dàng từ bỏ như thế, ta sẽ đột phá bình cảnh dược long môn, thứ ta muốn không chỉ đơn giản là sống lâu trăm tuổi mà thôi. Tống Thư Hàng siết chặt nắm đấm, nghĩ thầm trong lòng. Đúng lúc trong đầu hắn xuất hiện suy nghĩ này, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001 trên người hắn đột nhiên lóe sáng. Sau đó, hắn cảm thấy trong thân thể có một nguồn sức mạnh đang bùng lên liên tục. Cổ sức mạnh này lại sinh ra một lực đẩy cực lớn, đẩy thân thể của hắn ra khỏi dòng nước xoáy của mặt biển. Thứ này có tác dụng rồi, trong lòng Tống Thư Hàng trở động, nhân cơ hội bơi lên trên mặt biển, Bảo phù được bạch tiền bối đưa thêm này đúng là có hiệu quả xuất chúng, dưới tác dụng của nó, việc bơi lên trên mặt nước dường như trở nên rất nhẹ nhàng. Thân thể của Tống Thư Hàng đạp gió dễ sóng, trong ánh mắt ngỡ ngàng không dám tin của đám người lang nhất, đối đầu với con sóng thần ầm ầm trước mặt, cuối cùng lao lên khỏi mặt biển. Ha ha, cuối cùng cũng đã thoát ra được rồi. Tống Thư Hàng cười lớn tiếng, đang chuẩn bị nhân cơ hội bơi lên hòn đảo, quay về bên cạnh bạch tiền bối. Nhưng lúc này hắn đột nhiên cảm thấy không khống chế được thân thể nữa, trong cơ thể vẫn có một cổ lực lượng tuôn trào không ngừng, lực đẩy cực mạnh ở dưới thân vẫn không hề dừng lại. Cuối cùng, thân thể của Tống Thư Hàng bay vút từ dưới đáy biển lên giống như một quả tên lửa. Sau khi không còn lực cản của mặt nước nữa, tốc độ bay lên của hắn bắt đầu tăng vèo vèo, bay thẳng lên tận trời cao. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối, phanh lại, nhanh phanh lại đi, Tống Thư Hàng gào lên thật to, bất giác, hắn đã dùng cả cả pháp môn, sư tử hống tiếng vang rền như sấm dậy, truyền đi thật xa. Nhưng ở trong khái niệm của bạch tiền bối có từ, phanh lại, này à. Đáp án tất nhiên là không có rồi, trong khái niệm của bạch tiền bối thì chỉ có tăng, tăng gấp 3, gấp 5, gấp 10 và tăng thêm nữa, mà thôi. Mấy thứ như phanh lại chỉ là tà đạo mà thôi. Cứ như vậy, Tống Thư Hằng bay thẳng lên bầu trời, càng bay càng cao. Của nhiên hắn vẫn ngây thơ quá, không có xoắn ốc thăng thiên, nhưng có thêm chức năng tên lửa phóng lên trời. Tôi biết niềm hạnh phúc tôi cần là gì, chính là bầu trời cao vời vợi đó. Tôi muốn bay lên thật cao, bay cao hơn nữa, tung mình như cơn gió, thoát ra khỏi những đẻ nén. Tôi muốn bay lên thật cao, bay cao hơn nữa, cánh tạo nên gió lốc, lòng hân hoan hét vang, bay cao hơn nữa, bay cho thật cao, bay cho thật cao. Ồ, sau khi loại bỏ các công năng khác, toàn bộ năng lực của vạn lý phi độn thuật đều biến thành lực đẩy, thì hiệu quả của đẩy lên cao hình như tốt hơn rồi thì phải, mạnh hơn nhiều so với dự tính của ta. Điểm này cần phải cải tiến. Bạch tôn giả nhìn tống thư hàng đang bay lên bầu trời cao, trong lòng bắt đầu nghĩ xem nên sửa lại tống thư hàng dùng một lần bản 002 kiểu gì cho phải. À mà không đúng, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ vấn đề phải cải tạo phiên bản sau thế nào, mà là nên nghĩ cách cứu tống thư hàng xuống trước cái đã. Bạch tôn giả bình tĩnh sờ vào trong ống tay áo, lấy ra một thanh phi kiếm gỗ đã gọt xong từ sớm may mà hắn đã chuẩn bị từ trước rồi. Lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, đi đi, mang tống thư hàng tiểu hữu trở về an toàn nhé. Bạch tôn giả bấm kiếm quyết, kiếm gỗ bay thẳng lên trời, bay đuổi theo bóng dáng của tống thư hàng. Cùng lúc đó, bùm một tiếng, con sóng thần khổng lồ đánh thẳng vào bờ cát. Trong nháy mắt khi nó đánh vào bờ cát, sóng biển đột nhiên vỡ tan, biến thành một cơn mưa nhỏ, rơi lại vào đại dương. Trên bờ cát, nhóm người lang nhất nằm gục trên đất, ngay cả sức để bò lên cũng không có. Bạch tôn giả nhìn nhóm người lang nhất một cái, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía chiếc tàu ngầm chiến đấu ở đằng xa kia, khẽ mỉm cười. Tiếp theo, bạch tôn giả cũng không thèm ngó đến đến nhóm người lang nhất lấy một cái nữa, để mặc cho bọn họ nằm la liệt trên bờ cát. Nhóm người lang nhất thở hồn hền, từ từ khôi phục thể lực. Như nhị ngơ ngác nhìn bạch tôn giả với vẻ khó hiểu, hắn hoàn toàn không đoán ra được vị tu sĩ si áo trắng này muốn làm gì cả. Đã dùng thủ đoạn đưa bọn họ lên bờ rồi, nhưng lại gạt mấy người bọn họ sang một bên, vậy thì hắn muốn làm gì kia chứ? Bạch tôn giả giơ tay nâng ngư kiều kiều lên, cười nói cảm ơn ngươi nhé kiều kiều, ngươi đã giúp ta một việc lớn rồi. Ta hỏi người một vấn đề, dạo này ngươi có muốn thứ gì không? Hắn còn phải tặng quà gặp mặt cho ngư kiều kiều nữa, hơn nữa đối phương lại vừa giúp một việc nhỏ, thân là tiền bối, lẽ nào hắn lại có thể mặt dày để cô ta giúp không công hay sao? Nên đương nhiên cũng phải bỏ ra chút thành ý mới phải. Ngư kiều kiều dương như hơi xấu hổ, nên thân thể ửng hồng lên. Một lúc sau, cô ta nói, bạch tiền bối, thật sự là ta có muốn một thứ. Nói ta nghe xem nào, để xem ta có thể giúp ngươi hay không. Bạch tiền bối vui vẻ nói. Ta muốn xin tiền bối ra tay cho ta một lần cơ hội điểm hóa long môn. Màu đỏ trên người ngư kiều kiều lại càng đậm hơn, nhưng trong đôi mắt nhỏ xíu kia lại mang theo vẻ mong mỏi mô vàng nhìn bạch tôn giả. Bạch tôn giả thu lại nụ cười, nhìn ngư kiều kiều, điểm hóa long môn. Ngươi chắc chắn chứ? Trên con đường tu luyện này, tuy rằng tuổi thọ bẩm sinh của yêu tu lâu hơn loài người, nhưng trước khi bọn họ ngưng tụ được yêu đan biến thành hình người, thì tốc tu vi tinh tiến lại chậm hơn so với tu sĩ loài người rất nhiều trước khi ngưng tụ được yêu đan, thì cho dù có thực lực tới cỡ tứ phẩm đỉnh phong đi nữa, yêu tu bình thường cũng không có cách nào hóa thành hình người. Trừ khi có kỳ ngộ gì đó giống như thông nương trong túi áo của Tống Thư Hàng chẳng hạn. Hoặc là có vài chủng tộc đặc biệt, có thể có cơ hội đạt được trạng thái hóa thành một nửa hình người ở cảnh giới tứ phẩm. Trong loài rắn có mấy loại xạ yêu đặc biệt, trước cảnh giới tứ phẩm, mỗi lần tăng một cảnh giới thì sẽ lột ra 10 lần. Khi chúng nó tấn thăng lên tới cảnh giới tứ phẩm, lột bỏ lớp da thứ 40, thì có thể biến nửa người trên thành hình dạng con người, nửa thân dưới là hình thái xạ yêu. Loại xạ yêu có hình thái này, thường xuyên xuất hiện trong thần thoại hoa hạ, được biết đến khá nhiều. Ngoài ra, còn có ngư yêu, cũng có thể có cơ hội hóa thành thân hình nửa người nửa cá. Hình dáng của bọn họ chính là dạng người cá trong truyền thuyết. Nhưng khác với việc lột da của xạ yêu, ngư yêu muốn đạt được hình thái nửa người nửa cá thì bọn họ cần một vị tôn giả thất phẩm, Tiến hành điểm hóa cho bọn họ trong lúc bọn họ trùng kích cảnh giới tứ phẩm ấy chính là điểm hóa long môn. Sau khi điểm hóa long môn, biến thành nửa người nửa cá, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng, nếu như điểm hóa long môn, thì độ khó khi thăng cấp cửa ngư yêu cũng tăng lên gấp 10 lần, thậm chí còn cao hơn nữa. Đúng vậy, ta chắc chắn, giọng nói của Ngư Kiều Kiều vẫn đáng yêu như trước, nhưng lại kiên định lạ thường, tất cả tài liệu, tế lễ Linh thạch cần thiết để điểm hóa Long môn ta đều chuẩn bị đủ hết rồi. Xem ra, ý nghĩ muốn điểm hóa Long môn của Ngư Kiều Kiều không phải là nhất thời mà có, mà đây là kế hoạch mà cô ấy đã chuẩn bị mấy chục năm, thậm chí còn lâu hơn nữa. Ta hiểu rồi, Bạch Tôn giả gật nhẹ đầu, vậy thì ta cũng phải thêm một điều kiện nữa. Chương 351, Bạch Tiền Bối, chúng ta đóng phim đi. Rốt cuộc thì Tống thư hàng cũng hiểu rõ trạng thái lệ đổ như mưa là thế nào. Mặc dù kiểu bay theo hình xoắn ốc phóng thẳng lên trời cũng rất đáng sợ, nhưng kiểu hỏa tiến thăng thiên cũng chẳng kém chút nào. Thư Hàng luôn cảm giác giống như phía sau mông mình được gắn thêm một cái hỏa tiến, đang đẩy hắn lên, giúp hắn càng bay cao hơn nữa. Đáng sợ ở chỗ, cái tốc độ đẩy lên của hỏa tiến nhà người ta cũng không phải là không thể nào thay đổi. Còn cái lực đẩy của Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001 này thì lại khác. Nói cách khác, lúc hắn bay thẳng lên không chung sau khi đã đạt đến một độ cao nhất định, lực đẩy sẽ càng ngày càng nhỏ, tốc độ bay bắt đầu chậm lên. Sau đó, lúc tốc độ bay của Tống Thư Hàng đã chậm tới một mức độ cố định nào đó, Tống Thư Hàng dùng một lần phiên bản 001, lại tích lũy thêm một phần lực đẩy mới, sau đó ầm một phát, thúc cái tốc độ vừa mới giảm bớt của hắn nhanh trở lại. Chậm dần, sau đó lại đột ngột nhanh dần, rồi lại chậm lên, rồi lại bất ngờ lao nhanh, cứ tuần hoàn như thế, thoải mái méo nào được. Tống thư Hàng muốn sử dụng kỹ năng tất sát của thông nương, 500 cách đầu hàng tu sĩ nhân loại khi thất bại, nhưng hắn căn bản không có cơ hội dùng tới. Mắt thấy thân thể mình bay càng lúc càng cao, đã gần bay tới tầng mây luôn rồi, có khi nào bay thẳng vào vũ trụ luôn không nhỉ? Thế thì chết người chứ chẳng chơi đâu, bây giờ trên người hắn không có bất kỳ thủ đoạn phòng ngự nào hết, đến lúc đó thân thể hắn sẽ ma sát với tầng khí quyển dẫn đến bốc cháy hoặc trôi giạt đến vùng khí lưu lạnh nào đó, tất cả đều sẽ lấy mạng của hắn mất thôi. Trong lúc đang suy nghĩ, Tống Thư Hàng thấy một luồng kiếm quan, Bill, một cái bay tới gần hắn, sau đó vững vàng bay đến dưới chân hắn, nâng cả người hắn lên. Cùng lúc đó, dường như Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001, trên ngực hắn cũng đã hao hết năng lượng, rốt cuộc cũng không còn bay thẳng lên trời nữa. Trong lòng Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy an tâm hơn. Phi kiếm nâng Thư Hàng rất vững, bởi vì đang ở trên không trung, nên Thanh lưu tinh kiếm dùng một lần bản 001, không sử dụng chức năng bay lên trời theo đường xoắn ốc. Nhưng nó vẫn vô cùng chuyên nghiệp phát huy hiệu quả ánh sáng sao băng, chờ Tống Thư Hàng bay về phía Bạch Tôn giả một cách chậm rãi. Không sử dụng kiểu tiếp đất như lính nhảy dù, trong lòng Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, nghĩ đến việc một lát nữa bản thân sẽ đáp thẳng xuống bên cạnh Bạch Tiền Bối, lòng hắn lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vũ Nhu Tử đã gửi rất nhiều ảnh mim lên trên không gian nhóm rồi. Lỡ như bây giờ bản thân hắn, Bill, một cái, bay thẳng lên trời rồi màn vẫn không thể làm bạch tiền bối nguôi giận, vậy nhất định sẽ tiếp tục có thêm những tống thư hàng dùng một lần bản không không hay, khác, thậm chí phiên bản N cộng đang chờ đợi hắn phía trước ấy chứ. Không được, mình không thể ngồi chờ chết được. Một lát nữa sẽ gặp bạch tiền bối, ta phải ra tay trước mới được. Lập tức nhận lỗi với hắn à? Không, không chừng hiện tại nói xin lỗi thì muộn mất rồi có lẽ mình nên chuyển sự chú ý của bạch tiền bối đi nơi khác nhưng làm thế nào để chuyển lực chú ý của bạch tiền bối đây đại não tống thư hàng chuyển động điên cuồng đột nhiên trong đầu hắn lóe lên tia sáng có rồi lần về nhà nghỉ hè này để bao biện cho sự xuất hiện của cả một sấp giấy tờ xe kia hắn đã vỗ ngực nói với ba tống rằng bản thân đang đóng một bộ phim nhỏ với người ta đúng không bộ phim này Hắn định sẽ quay xong trước Tết năm nay. Ban đầu Tống thư hàng muốn tìm cơ hội hỏi thử các tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 xem có tiền bối nào đầu tư tài sản ở con đường điện ảnh này hay không. Không cần phải là phim ảnh chính thức, chỉ cần mời một vị đạo diễn nhỏ biết quay phim tới đây, sau đó dùng hắn và mấy đứa bạn thân làm nhân vật chính. Quay một bộ phim nhỏ thú vị để người nhà xem là được rồi. Nhưng hiện tại có một ý tưởng đã lóe lên trong đầu tống thư hàng không biết bạch tiền bối có hứng thú với điện ảnh không nhỉ. Mẹ kiếp, sau khi vừa mới nghĩ đến chuyện này, ý tưởng trong đầu tống thư hàng đã tuôn ra như suối. Nếu bạch tôn giả đồng ý đóng phim mà nói, mặc kệ là vai chính hay vai phụ, chỉ cần để hắn đứng trước ống kính máy quay mỉm cười, không cần làm gì hết, chỉ cần mỉm cười thôi, bấy nhiêu bảo đảm kiếm hơn 10 ức tiền bán vé rồi ấy chứ nhi. Hơn nữa, nếu như đóng phim, hắn có thể để bạch tiền bối diễn đủ loại nhân vật khác nhau. Nói không chừng ý tưởng này có thể thực hiện được đấy. Nếu thế, lát nữa khi đáp xuống bên cạnh bạch tiền bối, hắn phải ra đòn phủ đầu, mời bạch tiền bối đóng phim. Trên hòn đảo nhỏ nằm bên dưới, ngư kiều kiều chấp chấp đôi mắt đáng yêu của, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi lại. Nếu bạch tiền bối có điều kiện gì kèm theo, thì xin mời nói. Bạch tôn giả trả lời thong thả. Ta muốn một giọt bản mệnh tinh huyết của ngươi, sau đó, ta muốn ngươi đồng ý để một người cùng tham gia điểm hóa long môn. Đương nhiên, hắn sẽ không can thiệp vào quá trình điểm hóa long môn của ngươi. Hắn chỉ đứng dưới long môn, cảm nhận, thể ngộ toàn bộ quá trình ngươi điểm hóa long môn mà thôi. Ngư Kiều Kiều lộ vẻ do dự một giọt bản mệnh tinh huyết cũng không là gì hết, quan trọng là vấn đề thứ hai, bảo cô cho một người đi cùng trong lúc tiến hành điểm hóa long môn, khiến cho cô rất phân vân. vân cho dù bạch tôn giả đã nói rằng người cũng tham gia, điểm hóa long môn kia sẽ không ảnh hưởng đến tiến trình, điểm hóa long môn của cô, nhưng... Trên thực tế, có thêm một người không liên quan gì cả ở bên cạnh cô tham gia, điểm hóa long môn, thì đã gia tăng thêm độ khó cho, điểm hóa long môn, rồi. Điểm hóa long môn không chỉ là cơ duyên, mà còn thiên kiếp khi ngư kiều kiều trùng kích cảnh giới tứ phẩm nữa. Cho tới bây giờ, thiên kiếp luôn là một chuyện rất riêng tư. Nếu có người ra tay hỗ trợ độ kiếp, độ khó của thiên kiếp sẽ lập tức gia tăng. Vì thế, trước đây khi Tô thị A thập lục độ kiếp, Tô thị A thất cũng không dám ra tay hỗ trợ. Chỉ khi đến cuối cùng không còn lựa chọn nào khác, A thất mới dám ra tay, đánh tan thiên kiếp để cứu mạng Tô thị A thập lục. Chuyện liên quan tới con đường tu đạo của cô, mỗi một sai lầm đều có thể dẫn đến hối tiếc suốt đời, vì thế, Ngư Kiều Kiều không thể không cân nhắc cho thật kỹ, suy nghĩ nhiều lần, không dám quyết định dễ dàng. Bạch Tôn giả mỉm cười, bộ dạng do dự thế này của Ngư Kiều Kiều lại đúng ý của hắn, Ngư Kiều Kiều không đồng ý ngay lập tức, hiển nhiên cô ấy là một cô gái tỉ mỉ cẩn thận. Nếu thế, hắn lại càng yên tâm bảo Tống thư hàng tham gia thực hiện quá trình điểm hóa Long môn cùng với cô. Sau khi cười xong, Bạch Tôn giả ho nhẹ, nói tiếp: "Đương nhiên, ta cũng biết để một người khác tham gia quá trình điểm hóa Long môn của ngươi vô hình chung sẽ gia tăng độ khó của thiên kiếp. Vì thế, để báo đáp tương xứng, ta có thể đảm bảo cho ngươi một việc. Đảm bảo. Đôi mắt ngư kiều kiều chấp chấp, tò mò hỏi. Bạch tôn giả giơ ngón trỏ. Ta có thể đảm bảo, cho dù ngươi điểm hóa long môn thất bại, ngươi cũng sẽ không tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Cảnh giới hay thực lực cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi lần điểm hóa long môn thất bại này. Sau đó, đợi khi ngươi nghỉ ngơi một khoảng thời gian, ta có thể giúp ngươi tiến hành điểm hóa long môn nữa một lần. Ta sẽ cung cấp toàn bộ tài liệu cho lần tiếp theo quả thực điều kiện này cực kỳ ưu đãi. Bạch tiền bối, đề nghị của ngài khiến ta căn bản không thể từ chối được. Ngư Kiều Kiều nói đây chẳng khác nào cho cô thêm một cơ hội điểm hóa long môn lần nữa. Thành công thì mọi người cùng vui, thất bại thì vẫn còn cơ hội làm lại lần nữa. Nếu cô không đồng ý thì chẳng là kẻ ngu rồi sao? Vậy thì, thành giao nhé. chương 352, chúng ta tìm một tác giả tới để viết kịch bản. Đầu chọc lóc, lóe sáng chói lóa. Tống Thư Hàng đáp xuống thành công rồi à. Lúc này, Bạch Tôn Giả đang muốn nói về chuyện điểm hóa Long Môn với hắn một phen. Nhưng Bạch Tôn Giả còn chưa kịp mở lời, Tống Thư Hàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Bạch tiền bối, chúng ta quay phim đi. Trên mặt Bạch Tôn Giả đầy vẻ nghi hoặc, Thư Hàng đang lên cơn đấy à? Chẳng lẽ hiệu quả của Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001, ban nãy suất chúng quá, nên khiến Tống Thư Hàng phát điên mất rồi sao? Ngư Kiều Kiều trong lòng bàn tay bạch tôn giả chớp chớp mắt, bỗng nhiên cô đánh mạnh đầu lên lòng bàn tay tôn giả đứng lên đừng có nói với cô, người tham gia, điểm hóa long môn cùng với cô chính là cái tên dở hơi này nhé. Nếu là cái người này thật, thì chắc là lần, điểm hóa long môn, đầu tiên của cô sẽ toi cơm mất. Đừng là cái tên này mà, đừng phải là cái tên này mà. Khụ khụ, bạch tiền bối ngài có thấy phim điện ảnh rất thú vị rất tuyệt vời không tống thư hàng nhảy xuống khỏi phi kiếm dùng một lần sau đó giang hai cánh tay ra rồi nói thế giới điện ảnh rất là bao la rộng lớn chỉ cần là những thứ mà con người có thể tưởng tượng ra thì đều có thể dùng hình thức phim ảnh để diễn tả lại điều đó đủ các loại yếu tố như tình thân tình yêu khoa học viễn tưởng huyền huyễn võ hiệp hành động kinh dị cổ đại đều có thể nhét hết vào trong phim chỉ cần ngươi dám nghĩ dám quay, thì không có thứ gì mà ngươi không thể quay lại được. Bạch tôn giả khẽ gật đầu, trước đây không lâu, hắn cũng đã từng xem khá nhiều bộ phim. Ừ, tuy rằng có vài phim rất ngu ngốc, nhưng cũng có những phim rất thú vị. Cho nên chúng ta hãy quay một bộ phim đi, Tống Thư Hàng nắm chặt tay, nói. Lúc ta về nhà nghỉ hè đã có một ý tưởng ta muốn quay một bộ phim thật hay trước Tết năm nay. Bạch tiền bối, ngài có muốn quay một bộ phim cùng với ta không? đây chính là là kinh nghiệm hiếm có của đời người đó nha. Hai mắt của bạch tôn giả sáng lên. Có vẻ như rất thú vị đấy. Ngư kiều kiều kinh ngạc nhìn bạch tôn giả, sau đó cô lại đụng đầu vào lòng bàn tay bạch tiền bối mấy lần đến cả tiền bối cũng bắt đầu bị nhiễm rồi. Cô thấy lần điểm hóa long môn đầu tiên này của mình toi cơm chắc luôn rồi. Được rồi, cùng lắm thì xem như tích lũy kinh nghiệm vậy, cố gắng mà phấn đấu vì lần điểm hóa long môn thứ hai thôi. Ám ảnh trong lòng ngư kiều kiều ngày càng lớn, tâm trạng của cô lúc này đặc biệt bi quan. Bạch tôn giả bị tống thư hàng thành công khơi dậy hứng thú, bèn ném hết chuyện, điểm hóa long môn, sang một bên. Hắn tò mò hỏi, người có đề tài định quay chưa? Ta đã có ý tưởng đại khái rồi, nhưng ta cần có một người viết câu chuyện này ra, sau đó sửa câu chuyện này thành kịch bản. Tống thư hàng vò đầu ừ, tùy cái gọi là ý tưởng câu chuyện, trong đầu hắn chính là cảnh hắn ăn mặc thành kiểu nhà giàu, dù là ở nơi đâu, đều có thể tiện tay ném một tờ giấy chứng nhận sở hữu xe hơi vào mặt người ta. Bởi vì đây là đạo cụ quan trọng, đó nha, nó phải xuất hiện rất nhiều trong toàn bộ phim mới được. Chúng ta có thể tìm một tác giả tiểu thuyết viết ra câu chuyện của người Bạch Tôn giả nói. Nhưng biết phải tìm người phù hợp ở đâu bây giờ? Tống thư hàng sờ cầm, đến lúc đó hỏi các tiền bối trong nhóm, Cửu Châu số 1 vậy, nhờ họ chỉ cho ta mấy tác giả biết viết kịch bản khá khá một chút. Đâu cần phiền phức như thế làm gì?" Bạch Tôn Giả phất tay nói. "Trên mạng có cả một đống người viết tiểu thuyết, chúng ta quay phim mình thích thì không cần phải cố sức tìm kịch bản. Chúng ta cứ tìm một tác giả phù hợp ở trên mạng, xem hắn đã viết được tiểu thuyết gì, phong cách thú vị hài hước là được rồi." Tống Thư Hàng im lặng gật đầu. Lúc này, Ngư Kiều Kiều vốn mang vẻ mặt bi quan, đột nhiên lên tiếng. "Nếu như cần tác giả có phong cách thú vị thì chỗ của ta có vài người này." Trước giờ ta vẫn đang theo dõi mấy bộ tiểu thuyết khá hay, ta còn biết địa chỉ của một trong số các tác giả đó. Ngư Kiều Kiều cô nương tự nhiên cũng bị cuốn vào chủ đề kỳ quái này mất rồi. Phim ảnh không phải là gu của cô, nhưng tiểu thuyết lại chính là manh điểm trong lòng cô. Dụ dỗ cô Chen vào nói ra suy nghĩ của mình. Ô, con kỳ dâu này biết nói chuyện á. Lúc này Tống Thư Hàng mới phát hiện có một con cá nhỏ dài màu hồng kỳ lạ nằm trong lòng bàn tay của Bạch Tôn Giả. Ha ha! cô ấy là Ngư Kiều Kiều, con gái của một vị lão hữu của ta. Bạch Tôn giả cười giải thích, hơn nữa, cô ấy không phải kỳ rông, mà là lai giữa giao long với ngư yêu. Hậu duệ của giao long sao? Mẹ ơi, đúng là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Tống Thư Hàng không khỏi nhìn con cá nhỏ màu hồng này thêm vài lần. Những sinh vật có liên quan với rồng đều làm người ta cảm thấy vĩ đại hơn hẳn. Hừ, ngư kiều kiều hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nói tiếp đề tài hồi nãy khổ, vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ? À đúng rồi, đại khái ta biết địa chỉ của một tác giả viết chuyện hài, chúng ta có thể tập trung vị trí của hắn, bắt hắn tới đây. Đợi đã, ngư kiều kiều cô nương, tống thư hàng vội ngắt lời ngư kiều kiều. Tại sao phải dùng cách bắt thế? À, vì ta vốn đã muốn bắt hắn tới đây rồi. Tác giả này viết khá chậm, mỗi ngày chỉ viết được có 5.000 đến 6.000 chữ. Hơn nữa ngày nào cũng chỉ đăng vào buổi tối mà thôi chật chật, mấy ngày liền cũng không viết nổi chương nào được một vạn chữ, lười như thế thì làm sao mà lăn lộn trong giới viết tiểu thuyết mạng được cơ chứ. Cho nên, ta muốn nhân cơ hội này bắt hắn tới, nhốt vào phòng tối. Sau đó mỗi ngày bắt hắn viết ít nhất hai vạn chữ. Không viết được thì không cho ăn cơm, ngư kiều kiều cô nương đáp một cách thản nhiên. Tống Thư Hàng nuốt một ngụm nước miếng, yên lặng cầu nguyện cho vị tác giả không biết tên bị ngư kiều kiều cô nương nhớ mặt kia. Sau đó, Thư Hàng đáp, được, chờ sau khi trở lại Hoa Hạ, trước tiên chúng ta sẽ lên mạng liên hệ với tác giả thú vị kia. Nhờ hắn viết viết giúp ta một cái kịch bản, tiền bạc không thành vấn đề. Sau đó, ta sẽ liên hệ với tiền bối của nhóm, Cửu Châu số 1, nhờ tìm giúp một đạo diễn. Sau đó mượn thêm một bộ thiết bị tới để quay thành phim. Bạch Tiền Bối gật đầu bổ sung. Đúng lúc ta đang muốn mời rất nhiều bằng hữu đến tụ họp, chỉ bằng đến lúc đó mời họ cùng tham gia vào bộ phim này họ đều là những đạo hữu có kinh nghiệm sống phong phú, tới lúc đóng phim chắc chắn sẽ thú vị lắm. Được, vậy chúng ta quyết định thế nhé. Tống Thư Hàng nói với vẻ mặt kích động đồng thời trong lòng âm thầm nắm tay, yes, thành công chuyển rời hứng thú của Bạch Tiền Bối rồi. Tiểu đạo hữu họ Tống, lại có thể sống thêm ba tập nữa rồi. Tính cả ta nữa, tính ta ta nữa. Chờ ta, điểm hóa long môn, thành công, thì ta có thể hóa thân thành một nửa người cá, đến lúc đó ta cũng có thể đóng phim cùng các ngươi rồi. Ngư Kiều Kiều hưng phấn giơ cái vây bé nhỏ của mình lên. Được rồi, tính thêm cả cô luôn. Tống Thư Hàng nói với vẻ đặc biệt sảng khoái. Đột nhiên, hắn khựng lại. Nửa người cá, Ngư Kiều Kiều cô có thể biến thân luôn á? Đương nhiên rồi, chỉ cần điểm hóa Long Môn, xong thì ta có thể biến thành nửa người cá ngay lập tức. Ngư Kiều Kiều Đắc ý nói. Ô, suýt nữa quên mất việc điểm hóa Long Môn, này. Bạch Tôn giả phủi tay, nói: Chương 353, Song Long Hóa Môn. Cơ duyên, điểm hóa Long Môn. Thân thể Tống thư Hàng dùng mình một cái theo bản năng, tha thứ cho hắn, gần đây hắn hơi bị dị ứng với cụm từ Long Môn này. Bởi vì hai từ Long Môn này đã mang đến rất nhiều ký ức khắc cốt ghi tâm cho hắn trong suốt hai ngày nay. Do đó, Tống thư Hàng nhanh chóng rời đi lực chú ý của mọi người, hắn hỏi dò: Bán nhân ngư chính là trạng thái mỹ nhân ngư ấy hả? Đúng rồi đấy, một nửa là người, một nửa là cá. Ngư kiều kiều dương dương đắc ý, bán nhân như cũng giống với xạ yêu, chúng đều là yêu quái nổi tiếng trong truyền thuyết và thần thoại. Đúng là rất đáng để chờ mong đấy. Tống Thư Hàng nói tiếp, đến lúc đó nhất định phải chụp chung một bức ảnh nhé. Chỉ cần nghĩ tới việc được chụp ảnh chung với Mỹ Nhân Ngư thì hắn đã thấy sướng dân rồi. Không thành vấn đề. Ngư Kiều Kiều cam đoan có hai cơ hội điểm hóa long môn, một lần dùng để chuẩn bị tư thế sẵn sàng, tích lũy kinh nghiệm, lần thứ hai, nhất định là cô có thể nhảy qua long môn thành công. Coi bộ tâm trạng của hai người các ngươi không tệ lắm nhỉ. Bạch Tôn giả lấy ra hai viên đan dược, đưa cho Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều. Tống Thư Hàng nhận lấy đan dược, nhìn qua thì đây không phải khí huyết đan, không biết đây là đan dược gì ấy nhỉ. Bạch Tôn giả bắt đầu giới thiệu. Ngư Kiều Kiều, Trước tiên ngươi lấy một giọt bản mệnh tinh huyết cho thư hàng đi, sau đó ăn viên đan dược này vào, nó sẽ bổ sung thể năng và tinh thần lực cho hai ngươi, giúp các ngươi điều chỉnh cơ thể tới trạng thái tốt nhất. Ngư Kiều kiều dương cái vây nho nhỏ của mình ra, cô dùng một cái vây khác chọc vào nó mà lòng đau như cắt, một giọt máu màu vàng nhạt chảy ra từ đầu móng vuốt. Bạch Tôn giả búng nhẹ ngón tay một cái, giọt máu vàng kia bắt đầu bay lên lơ lửng. Thư hàng há miệng ra. Bạch Tôn giả gọi Tống Thư Hàng mở miệng theo bản năng, sau đó giọt máu màu vàng nhạt này bay thẳng vào miệng Tống Thư Hàng, trượt qua cổ họng rồi trôi tuột xuống bụng dưới của hắn. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng, cái này không giống với lá hành của thông nương mà đúng không, chẳng lẽ là vật đại bổ gì à? Nhưng mà, sau khi giọt tinh huyết đi vào bụng, quần áo của Tống Thư Hàng cũng không bị nổ tung như lúc ăn thiếu lâm đại hoàng đan kia, hay chỉ thoáng một cái mà đã đạt được công lực mấy chục năm. Chẳng qua là sau khi nuốt giọt tinh huyết này, Dường như hắn cảm nhận được sợi dây liên hệ mơ hồ giữa hắn và Ngư Kiều Kiều mà hắn thì chẳng còn xa lạ gì với loại cảm giác này. Linh quỷ bên trong tâm khiếu của Tống Thư Hàng cũng có mối liên hệ tương tự, nhưng sự kết nối giữa Tống Thư Hàng và linh quỷ vẫn thường thường bị đứt mạng. Thế nhưng, khi trải qua thời gian dài, linh quỷ trong tâm khiếu đã bắt đầu đồng bộ gần như triệt để với Thư Hàng, một khi đồng bộ hoàn thành triệt để, linh quỷ của hắn sẽ tự động được cập nhật thành phiên bản hoàn toàn mới. Bạch tôn giả hài lòng, nói. Tốt lắm, tiếp đó các ngươi sử dụng đan dược, điều chỉnh trạng thái. Ngư kiều kiều, người mau lấy hết tất cả nguyên liệu, vật phẩm dùng trong nghi thức tế lễ, linh thạch các loại cần để điểm hóa long môn ra đi. Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta sẽ giúp người điểm hóa long môn. Trong lòng ngư kiều kiều rất vui vẻ, cô đã mong đợi ngày này ngót nghét mấy chục năm rồi. Cô nuốt viên thuốc vào, nói. Tiền bối, ta đi lấy những vật phẩm cần thiết cho điểm hóa long môn, sẽ quay lại ngay lập tức. Vừa dứt lời, cô thả người nhảy lên, giữa không chung, cô hóa thành một con cá lớn màu đỏ dài chừng 10 mét. Bốn móng vuốt trắng nõn biến thành móng dao long, nhìn qua vô cùng sắc bén, thoạt nhìn có chút dữ tợn. Vốn dĩ tống thư hàng đang định ăn đan dược, lại đột một trông thấy ngư kiều kiều biến thân, suýt chút nữa thì nghẹn luôn viên đan dược trong cổ họng trước khi biến thân, ngư kiều kiều quá đáng yêu. Giờ lại biến thành như vậy, tương phản lớn thật đấy. Chẳng lẽ, ẩn giấu sau lưng tất cả những thứ đáng yêu đều là một chân thân vô cùng hung bạo dữ tợn. Sau khi cố nuốt đan dược xuống, Tống Thư Hàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt minh tưởng cái tên điểm hóa Long Môn hắn vừa nghe thấy hẳn là liên quan đến ngư dược Long Môn rồi. Nhất định đây không phải là chuyện sung sướng gì, ở điều kiện tiên quyết là bản thân không thể nào từ chối được, hắn chỉ còn cách cố gắng khôi phục tới trạng thái tốt nhất, xem những gì sắp nghênh đón là một cuộc khiêu chiến vậy ở một bên bạch tôn giả cuối cùng lại chuyển tầm mắt về phía bờ cát trên bờ cát đám người lang nhất vẫn đang nằm một đống ở đó đợt sóng thần kia đã tiêu hao gần hết toàn bộ thể lực của bọn họ hơn nữa sóng thần lần này có ẩn chứa yêu lực của ngư kiều kiều trong thời gian ngắn này đám lang nhất không thể gượng dậy nổi bạch tôn giả gọi khẽ một tiếng đậu đậu kinh ba đậu đậu và tiểu hòa thượng chạy ra khỏi lều. Giúp ta trông chừng mấy tên này, đừng đùa chết chúng, cũng đừng để chúng chạy thoát. Bạch tôn giả cười nói, ta muốn giữ mấy kẻ này lại để còn đi câu con cá lớn ở đằng sau. Nghe thấy bạch tôn giả nói thế, trái tim lang nhất lập tức thắt lại. Yên tâm đi, bạch tiền bối, có ta ở đây, không kẻ nào có thể chạy thoát được đâu. Đậu đậu dứt lời, thân hình như đón gió phóng to, biến hóa ra hình thái yêu khuyển cao năm thước, yêu khí trên cơ thể không bị áp chế, trào ra bên ngoài. Nội tâm lang nhất thầm than khổ con kinh ba này tuyệt đối phải có cấp bậc tứ phẩm đổ lên, là đại yêu thú. Vậy thì, không còn cơ hội chạy trốn nào rồi. Tiểu hòa thượng ngồi xổm xuống bên cạnh đậu đâu, ánh mắt đầy tò mò của nó xoáy thẳng vào cô gái duy nhất trong đám lang nhất, thố nhị thập bát. Tiểu hòa thượng xem xét thố nhị thập bát cả buổi trời, khiến thố nhị thập bát sợ hãi không thôi. Đậu đậu thấy ánh mắt tiểu hòa thượng, hỏi trêu quả quả muốn cô nàng này hả tiểu hòa thượng xua tay đậu đậu tiền bối đừng nói lung tung người xuất gia không muốn phụ nữ ta chỉ đang tò mò thôi tò mò tò mò cái gì đậu đậu hỏi bằng giọng nghi hoặc ta thấy tuy rằng vị thí chủ này mặc trang phục phụ nữ nhìn qua thì cũng giống một cô gái thế nhưng vị thí chủ này lại không có bộ phận dùng để đút sữa cho đời sau chẳng lẽ vị thí chủ này chính là cú có gai trong truyền thuyết như trên internet đã đề cập đến à? Vì thế nên ta mới tò mò. Gương mặt tiểu hòa thượng hỏi đậu đậu rất nghiêm túc. Đậu đậu nhìn ngực thố nhị thập bát, ừ, đúng là có hơi phẳng một chút. Nói không chừng lại là thật đấy, nè, ngươi là cú có gai đấy hả? Đậu đậu hỏi. Thố nhị thập bát nhắm chặt mắt, lòng đầy oán hận gai em gái ngươi, gai 18 đời tổ tông nhà mi. Bà đây như thế là do công tạo thành đấy, là vì công pháp đấy có biết không hả? Đây đúng là một câu chuyện đau lòng người mà. Hơn 3 phút đồng hồ sau, trên mặt biển xuất hiện sóng lớn lần nữa, thân thể cực lớn của ngư kiều kiều biến thành rẽ sóng mà tới, cô mang theo rất nhiều tài liệu trên người. Nếu như cô không biến về hình thể 10 mét, e rằng không thể mang hết nhiều nguyên liệu vậy đâu. Bạch tiền bối, tất cả những nguyên liệu cần thiết để điểm hóa long môn đều ở chỗ này. Ngư Kiều Kiều đặt đống nguyên liệu xuống, nói. Tống Thư Hàng ở một bên nghe thấy thanh âm Ngư Kiều Kiều liền mở to mắt, kết thúc minh tưởng. Có đan dược trợ giúp, hắn đã được điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bạch tiền bối ở bên cạnh hắn gật đầu mỉm cười. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, chân hắn đạp lên hư không, đi từng bước lên không chung. Đám bảo vật mà Ngư Kiều Kiều mang tới tựa như có linh tính, cũng tự động bay theo bước chân của Bạch Tôn Giả, trong lúc chúng bay về phía Bạch Tôn Giả, những bảo vật này không ngừng tổ hợp lại. Chương 354, xin chào, mở cửa nhận biêu kiện đi này. Hai con thần long quấn quanh nhau tạo thành một cánh cửa, lặng lẽ trôi nổi giữa hư không. Hai con thần long trông rất sống động, điều không hoàn hảo duy nhất chính là đôi mắt của bọn nó trống rỗng, không có thần thái. Đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng nhìn thấy loại thủ đoạn thế này, hắn nhìn cực kỳ nhập tâm. Tuy rằng hắn biết rõ Bạch Tôn Giả rất mạnh, nhưng ít khi nào bạch tôn giả thi triển thủ đoạn chính thức của mình trước mặt hắn. Vì thế, mỗi lần bạch tôn giả lại thể hiện chút thực lực thì lại làm cho tống thư hàng cực kỳ khiếp sợ mấy thủ đoạn kiểu đạp hư không đi từng bước lên cao, hay đám nguyên liệu tự động hóa thành thần long đều ngầu chết đi được. Nếu dùng để cua gái, chắc là cua em nào đổ em ấy luôn ấy nhỉ? Trong không chung, bạch tôn giả duỗi ngón tay, chạm nhẹ vào cánh cửa song long kia. Tống Thư Hàng cảm giác được loáng thoáng rằng ngón tay của Bạch Tôn giả ẩn chứa sức mạnh của thực tại ảo, giống như cái sa mạc nóng bỏng và thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng kia vậy, chẳng qua sức mạnh của thực tại ảo đã bị Bạch Tôn giả nén lại dồn vào ngón tay, ngưng tụ mà không bộc phát. Ngón tay Bạch Tôn giả chạm vào cánh cửa. Sau một chốc, ánh mắt hai con thần long trên cánh cửa sáng lên. Lần chạm nhẹ này của Bạch Tôn giả giống hệt như điểm nhãn cho rồng. Chỉ trong nháy mắt, mà hai con thần long dường như sắp sống lại. Lúc này, thân hình dài 10 mét của ngư kiều kiều bắt đầu thu nhỏ lại, mãi đến khi hình thể còn chừng hơn 2 mét thì ngừng lại, đây chính là kích thước thật sự của hình thể của cô. Lúc trùng kích vào điểm hóa long môn, buộc phải lộ ra trạng thái hình thể thật sự để đạt hiệu quả cao nhất. Sắp bắt đầu rồi, ngư kiều kiều tự nói thì thào. Giờ khắc này, dưới ảnh hưởng của giọt bản mệnh tinh huyết kia, Tống Thư Hàng lại có thể cảm ứng được loáng thoáng tâm trạng hồi hộp của Ngư Kiều Kiều hắn thấy trái tim mình đập cùng một nhịp với ngư kiều kiều, thình thịch hình thịch nôn nao căng thẳng nhưng vẫn mạnh mẽ. Trên bầu trời, bạch tôn giả lên tiếng. Thư hàng, người đứng yên tại chỗ không được cử động, đừng quấy dày ngư kiều kiều trùng kích long môn. Người chỉ cần đứng ở đó, thông qua bản mệnh tinh huyết kia cũng đủ để thể nghiệm cảm giác trùng kích long môn của ngư kiều kiều rồi. Vâng, ta hiểu rồi. Tống Thư Hàng gật đầu không cần hắn và Ngư Kiều Kiều cùng tham gia trùng kích Long Môn, điều này khiến hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngư Kiều Kiều, chuẩn bị xong chưa? Bạch Tôn giả hỏi lại, trong lúc nói chuyện, ngón tay đang điểm trên cánh cửa nhẹ nhàng co lại. Ngay sau đó, đôi song long bắt đầu phun ra một luồng linh lực cực kỳ tinh khiết, mặc dù chúng khá mỏng manh, nhưng chỉ trong nháy mắt, khi vừa rời khỏi long môn, chúng tạo thành thác nước cực kỳ rộng lớn. Nước trong thác bắt đầu đổ ập xuống ngư kiều kiều. Tống Thư Hàng mở mắt thật to, thác nước này nhỏ hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Thậm chí, dòng thác này còn nhỏ hơn con thác lúc hắn hóa thân thành con cá vòng nhỏ bên trong ảo ảnh chân thực của bạch tiền bối nữa. Nếu uy lực của thác nước này cũng chỉ có bấy nhiêu đó, với thực lực tam phẩm đỉnh phong của ngư kiều kiều, lại thêm huyết mạch giao long, phỏng chừng chuyện bơi ngược dòng nước nhảy vào long môn cũng chẳng khó lắm đâu nhỉ. Cho nên, lẽ nào trong thác nước đó có ẩn dấu huyền cơ nào khác à? Trong lòng Tống Thư Hàng bắt đầu suy đoán trong âm thầm. Audio điện tử võ tấn bền. Đương lúc suy nghĩ, thư hàng thấy bốn chân ngư kiều kiều trống trên mặt đất. Cô không chấp lấy thời cơ thác nước chưa kịp đổ xuống để bay lên trời mà lại chờ trên mặt đất, chuẩn bị nghênh đón dòng thác đổ xuống. Trong chớp mắt, tiếng ào ào vang lên thật lớn, dòng thác ập xuống người ngư kiều kiều, bao phủ phạm vị mấy chục mét chung quanh cô. Nhưng điều thần kỳ chính là ngoại trừ dòng nước đổ ập trên người ngư kiều kiều ra, khi dòng nước còn lại tiếp xúc với mặt đất, Tống Thư Hàng, đậu đậu, tiểu hòa thượng thì đều biến thành xương mù rồi tan biến chỉ trong phút chốc. Duy chỉ có thân thể Ngư Kiều Kiều là nhận lấy áp lực cực lớn, thân thể bị lực ép của nước đè xuống dưới, bốn móng vuốt đã cắm sâu vào mặt đất. Răng rắc, răng rắc tương đương thậm chí Tống Thư Hàng còn nghe thấy tiếng xương cốt trong cơ thể Ngư Kiều Kiều kêu răng rắc. Áp lực của thác nước lớn tới như vậy sao? Tống Thư Hàng cảm thấy nghi hoặc trong lòng, lúc suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu hắn giọt bản mệnh tinh huyết trong cơ thể hắn bắt đầu truyền tải hết thảy cảm giác của Ngư Kiều Kiều vào người Tống Thư Hàng. Trong phút chốc, Tống Thư Hàng cảm thấy giống như trên lưng mình mang theo vật nặng vài chục tấn, chúng đang đè ép lấy hắn, cả người hắn bị ép đến mức gục xuống. Nhưng trên thực tế, thân thể Tống Thư Hàng không chịu bất kỳ một tia áp lực nào cả. Đây chỉ là trạng thái cộng hưởng giữa hắn và Ngư Kiều Kiều mà thôi, sau khi cảm nhận được áp lực kia, thân thể lựa chọn việc ngã sấp mặt theo bản năng. Thật đáng sợ, rõ ràng chỉ là nước trong thác, thế nhưng mà mỗi một giọt nước lại chẳng khác nào hạt sắt, vô cùng nặng, rơi xuống người giống như có vô số nắm đấm đập tới. Thác nước này cứ đổ xuống như thế, khiến cho ngư kiều kiều phải đau đớn trèo trống. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Hèn gì ngư kiều kiều không nhân cơ hội dòng nước chưa rơi xuống để bay lên, nếu không kịp thích ứng với sức nặng của dòng nước trong thác, lúc vừa bay lên trời thì đã bị dòng nước này đè xuống, hậu quả lại càng thảm hơn sau khoảng chừng 5 giây, dường như Ngư Kiều Kiều đã thích ứng dần với sức nặng của thác nước, cô bắt đầu cử động tứ chi, thân thể cô bắt đầu vươn lên dòng nước, chậm rãi nhưng cực kỳ kiên định. Yêu khí trong cơ thể Ngư Kiều Kiều bộc phát, bảo vệ thân thể cô. Qua một khắc chịu đựng đau khổ, Ngư Kiều Kiều phát ra tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, rào tương đương, cô phóng thẳng lên trời, chống lại thác nước, đi lên từng chút một. Vậy mới được chứ? Ở đằng sau, Tống Thư Hàng nằm dạp dưới đất, tán thưởng từ tận đáy lòng. Hắn cũng gắng gượng chống đỡ cảm giác bị vật mấy tấn chèn ép mình, bò dậy từ từ rồi ngồi xuống, nhìn tình cảnh ngư kiều kiều vượt qua thác nước long môn không chớp mắt. Thấy ngư kiều kiều lội ngược dòng, thông qua cảm giác cộng hưởng. Tống Thư Hàng cảm ứng được trải nghiệm lúc Ngư Kiều Kiều phá vỡ thế nước là như thế nào một cách rõ ràng. Trải nghiệm này cực kỳ quý giá, đến khi bản thân Tống Thư Hàng chuyển đổi chúng thành kinh nghiệm của bản thân, để khi hắn trùng kích vào bình cảnh cảnh giới dược long môn cuối cùng của nhất phẩm thì có thể nắm chắc thêm vài phần. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, ngư kiều kiều cứ lội ngược dòng như thế, chỉ cần có thể lực đầy đủ thì có thể vượt qua long môn này thuận lợi, hóa thân thành bán nhân ngư đúng không? Tống Thư Hàng tự hỏi trong lòng. Nhưng hắn vừa nghĩ đến khả năng đó, dòng thác nước lại biến đổi bất thình lình. Từng đám từng đám lôi cầu bắt đầu nổ tung giữa thác nước, đập vào người ngư kiều kiều đám lôi cầu kia xuất hiện quá đột ngột khiến cho ngư kiều kiều không thể phòng bị kiếp lôi thủy hệ đây chính là lôi của thiên kiếp điểm hóa long môn không chỉ là cơ duyên mà còn là thiên kiếp để những ngư yêu tấn trước cảnh giới tứ phẩm kiếp lôi bá đạo đến cùng cực lúc chúng nổ trên người ngư kiều kiều trực tiếp khiến cho thân thể của cô bé bét máu thịt lớp phải cá dày đặc bên ngoài cơ thể ngư kiều kiều có lực phòng thủ kinh người nhưng lớp phải cá này lại giống như một miếng vải mỏng khi đứng trước mặt kiếp lôi chúng bị xé toạt dễ dàng, ngay cả lớp máu thịt bên dưới cũng bị cháy xém dưới uy lực vụ nổ từ những lôi cầu kia. Cùng lúc đó, dòng nước nặng nề của long môn đổ ập xuống, đang vô tình kéo toạt hết thảy những vải cá và máu thịt trên người ngư kiều kiều. Máu tươi của ngư kiều kiều đã nhuộm đỏ cả thác nước. Cảm giác đau đớn vì da chóc thịt bong này, cùng với sự tra tấn khi dòng nước ập qua máu thịt cũng được truyền tải đầy đủ lên người tống thư hàng. Hí. Tống Thư Hàng hít một ngụm khí lạnh, thực con mẹ nó đau quá đi. Dưới thác nước, ngư kiều kiều lại phát ra thêm một tiếng ngâm nữa, dù cho máu tươi đã nhuộm đỏ thác nước, cô cũng không lùi lại nửa bước dưới dòng thác long môn, dù chỉ lùi một bước thôi thì cũng sẽ bị dòng nước cực mạnh đánh rất xuống dưới. Không tiến thì lùi, lùi một bước chính là thất bại. Ngư kiều kiều cắn răng, nếu như không thể lùi, vậy thì chỉ có một chữ, sông. Sông lên, sông lên, sông lên. Lúc này, cô kích hoạt năng lực thiên phú của mình bên dưới lớp phải cả bị bào mòn, bắt đầu hình thành một lớp phải cá mới. Đây chính là một loại năng lực tương tự như lột da, khi bản thân bị thương nghiêm trọng, có thể dùng lớp da bị thương đó tạo thành lớp phòng ngự, sau đó lột xác hết thảy lớp này đi. Chẳng qua là khi sử dụng năng lực thiên phú này thì sẽ phải gánh chịu cảm giác đau đớn đến mức không thể hình dung được. Giống như dùng đao cạo từng tầng thịt, chẳng khác nào hình phạt lột da. Rào. Ngư Kiều kiều ngâm lên lần nữa tiếng rồng ngâm lần này của cô không còn khí thế vang dội như ban đầu, mà bởi vì cô thật sự quá đau đớn, đành kêu lên những tiếng đầy thảm thiết. Ánh mắt của cô luôn dán chặt lấy phía trên thác nước. Nơi đó vẫn còn rất nhiều quả cầu lôi điện lớn hơn, mạnh hơn đang chờ cô. Dưới thác nước, sắc mặt Tống Thư Hàng đã trắng bệch. Thông qua sự cộng hưởng của giọt bản mệnh tinh huyết, lực công kích của thác nước Long Môn, sự đau đớn đến từ quả quả cầu kiếp lôi nổ trên thân thể Gia thịt bị dòng nước mài mòn, trải nghiệm cực hình khi bị lột da đều được khắc ghi chân thực lên cơ thể tống thư hàng. Đây hoàn toàn không phải là cá vượt long môn, rõ ràng là bách khoa toàn thư 108 hình phạt tàn khốc mà. Trong cơn đau nhức kịch liệt, thậm chí tống thư hàng còn không phát hiện tại năm khiết huyệt trong cơ thể của hắn, tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu, nhĩ khiếu, khẩu khiếu, khí huyết chi lực đang hội tụ lại cùng một chỗ, hình thành một long môn cỡ nhỏ. Ở bên ngoài, Giác quan của Tống thư hàng cũng đang cảm nhận trải nghiệm cá vượt long môn từ trải nghiệm cá vượt long môn của Ngư Kiều Kiều. Trong cơ thể, thân thể của hắn bắt đầu lẳng lặng trùng kích vào bình cảnh cuối trong trong cảnh giới nhất phẩm, Dược Long Môn. Ở bên trong hoa hạ, một con chim bạch hạc mọc ra ba cặp cánh dài, vuốt cầm một cái điện thoại di động, trên màn hình hiển thị bản đồ hướng dẫn. Một móng khác cầm túi càn khôn. Đúng là chỗ này rồi. Địa chỉ động phủ hiện nay của Lệ Chi Tiên Tử mà Hoàng Sơn đạo hữu đã đưa. Chim Bạch Hạc có ba cặp cánh đáp xuống, đậu trước một động phủ bị che bởi gốc cây. Mắt thường của người phàm không thể nào thấy được nơi đây, chỉ có tu sĩ mới tìm được đến đây. Sau khi Bạch Hạc đáp xuống, hóa thành hình thái thiên sứ, chính là Bạch Hạc chân quân đang có nhiệm vụ giao biểu kiện cho Bạch Tiền Bối. Lúc Bạch Hạc chân quân đi đến cửa động phủ, bắt đầu làm theo cách mà Hoàng Sơn chân quân đã dạy gõ cửa theo một tiết tấu phức tạp. Sau một lát, thanh âm dễ nghe của lệ chi tiên tử truyền ra. Là vị đạo hữu nào thế? Lệ chi tiên tử phải không? Ta là Bạch Hạc đây, bạn cũ của Hoàng Sơn Trân Quân. Mở cửa đi, ta đến đưa biêu kiện cho người đây. mươi 355, khoảng cách một bước. Hàng chuyển phát nhanh, lệ chi tiên tử cảm thấy nghi hoặc không thôi. Gần đây cô đâu có đặt mua pháp bảo hay bất kỳ vật phẩm gì trên các trang nghia bán tu chân, đâu mà những vật phẩm cô mua ở thế tục đều được đưa tới một chấn nhỏ cách đây trăm dặm, nơi đó có người chuyên môn nhận đồ chuyển phát nhanh thay cô. Tuy rất nghi hoặc nhưng lệ chi tiên tử vẫn đi ra ngoài nhận hàng chuyển phát. Sau khi mở cánh cửa động phủ ra, lệ chi tiên tử lập tức nhìn thấy một nam thiên sứ có khuôn mặt tỏa ra thánh quang, sau lưng mọc ba cặp cánh. Suýt chút nữa thì cô ngứa tay tung một phát lôi tâm trưởng lên trên mặt bạch hạc chân nhân rồi quan hệ giữa lệ chi tiên tử và thế lực thần linh bản thổ của phương Tây khá căng thẳng hai bên chủ yếu chỉ dựa vào nắm đấm để trao đổi với nhau. chắc cô chính là lệ chi tiên tử đúng không? đây là quà mà bạch tiền bối nhờ ta giao cho cô mời nhận lấy. bạch hạc chân quân lấy một hộp gỗ dài được chế tác tinh xảo ra, bên trên có vài nét bút ghi tên lệ chi tiên tử ngóc lửng. bạch tiền bối lệ chi tiên tử giơ tay nhận lấy cái hộp gỗ vẻ nghi hoặc trên mặt càng rõ ràng hơn. nếu nhắc tới bạch tiền bối, cô chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một vị là bạch tôn giả người có thể gánh vác giá trị nhan sắc cho toàn bộ nhóm cửu châu số 1. Nhưng tại sao đột nhiên Bạch Tôn giả lại tặng quà cho cô chứ? Ngoài ra Bạch Tiền Bối còn nói rằng mỗi hộp gỗ đều bị ngài thiết lập phong ấn cả rồi, phải 5 ngày sau mới có thể mở ra được. À không, hiện tại là 4 ngày sau mới có thể mở ra. Đợi 4 ngày nữa phong ấn mở ra, bên trong có chứa đại kinh nghỉ siêu cấp luôn đó. Bạch Hạc Trân Quân giới thiệu nói. Lệ chi tiên tử mở to hai mắt. Phong ấn, bốn ngày sau mở mới ra, siêu cấp đại kinh hỉ. Đúng, là đại kinh hỉ luôn, Bạch Hạc chân Quân mỉm cười. Lệ chi tiên tử này, bây giờ ta phải đi trước để giao quà cho các vị đạo hữu khác trong nhóm cửu châu số một tiếp đây. Tạm biệt nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn liếc nhìn túi càn khôn trên tay, bên trong vẫn còn một đống quà tặng chưa gửi đi. Chủ yếu do nơi ở của các đạo hữu trong nhóm, cửu châu số 1, phân bố lung tung hết cả, thậm chí có rất nhiều đạo hữu sống ở bên trong một số động thiên và bí cảnh độc lập, có muốn giao nhanh cũng khó đầu năm nay làm nhân viên chuyển phát nhanh cũng không dễ dàng gì. Còn giao cho các đạo hữu khác nữa ư, ừ, lệ chi tiên tử nghiêng đầu hỏi do. Chẳng lẽ bạch tôn giả đã chuẩn bị lễ vật cho rất nhiều đạo hữu ở trong nhóm à? Đúng đó, rất nhiều đạo hữu trong nhóm đều có một phần. Ta cũng có một phần đây này, thật là hạnh phúc chết mất. Bạch Hạc Trân Quân vừa nói vừa chỉ vào hộp quà dắt sau thắt lưng của mình với vẻ mặt thỏa mãn. Lệ Chi Tiên Tử nhìn hộp quà bên hông của Bạch Hạc Trân Quân, khẽ gật đầu xem ra Bạch Tiền Bối vừa xuất quan cho nên cho mấy đạo hữu quen thuộc trong nhóm chút phúc lợi đây mà. Loại chuyện lão tiền bối xuất quan ra, sau đó tặng quà cho tiểu đạo hữu nhỏ tuổi, trước đây cũng từng có. Giống như mấy người lớn bình thường cũng hay cho con cháu trong nhà tiền lì xì mừng tuổi vào ngày lễ Tết vậy. Lúc này, Bạch Hạc Chân Quân mới chắp tay với Lệ Chi Tiên Tử. Không nói nhiều nữa, ta còn phải giao rất nhiều quà. Lệ Chi Tiên Tử, chúng ta từ biệt tại đây vậy. Bạch Hạc Chân Quân đi đường xuôn sẻ nhé. Lệ Chi Tiên Tử cũng chắp tay hành lễ, đưa mắt nhìn Bạch Hạc Chân Quân bay đi xa dần. Chấm. Đợi sau khi bóng dáng Bạch Hạc Chân Quân biến mất ở phía chân trời, Lệ Chi Tiên Tử mới lấy điện thoại di động ra, đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1. Trong nhóm Cửu Châu số 1 sau khi trải qua hai ngày spam đủ kiểu meme của bạch tiền bối xong, cuối cùng các đạo hữu trong nhóm đã không còn phát rồ như lúc trước nữa. Nhưng các meme của bạch tiền bối vẫn xuất hiện trong lúc cả nhóm nói chuyện phiếm với tần suất cao nhất. Bắc Hà Tán Nhân lại nói, có phải cuộc đua phi kiếm lần này sắp bắt đầu không? Mim bạch tiền bối mỉm cười. Ảnh đại diện của Bắc Hà là hình mim bạch tiền bối khinh bỉ. Để cái ảnh đại diện này rồi, lúc hắn nói chuyện phiếm với đồng quái tiên sư thì sẽ thú vị lắm đeo đáng tiếc chính là cái tên đồng quái kia cũng dùng ảnh đại diện y hệt như hắn. Lúc hai người nói chuyện với nhau, luôn cảm thấy đối phương đang, khinh bỉ, mình, trò chuyện một lúc kiểu gì cũng sẽ có mùi thuốc súng bốc lên. Hận không thể bắt đầu trận pi cây người thật trên đỉnh tử cấm thành sớm hơn. Nói thêm một chút, hình như đồng quái tiên sư đang làm bà mối, muốn làm mai cho thuộc hạ tàng thiên câu chu ly dưới chướng Hoàng Sơn chân Quân. Tuy nói mai mối và xem bói là hai nghề hoàn toàn khác nhau, nhưng từ xưa tới nay hai nghề này vẫn khá hợp với nhau. Nhưng cái tên xem bói hàng dởm chuyên tính quẻ ngược này luôn khiến người ta có cảm giác không đáng tin. Liệu vụ mai mối này có bị hủy không đây? Trong lúc suy nghĩ, cuồng đao tam lãng lên tiếng trả lời. Lần này có đạo hữu nào trong nhóm muốn tham gia cuộc đua phi kiếm chơi không? Trong nhóm có đủ các đạo hữu tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm, mấy lần trước đều có đạo hữu tham gia ba trình độ của cuộc thi phi kiếm này. Ừ, tuy gọi là cuộc đua phi kiếm, nhưng thật ra không quy định giới hạn người cưỡi vũ khí gì hết. Ngựa đao cũng được, ngựa côn cũng chẳng sao, cho dù ngươi sử dụng một cái trụy đồng cũng không ai nói gì. Chỉ cần ngươi bay đủ nhanh, dùng pháp môn, ngựa kiếm phi hành là có thể tham gia dự thi rồi. Tuyết lang động chủ, chắc là sẽ có rất nhiều đạo hữu tham gia đấy, nhưng gần đây công việc của ta khá bận rộn, có thể sẽ không đến tham gia được. Lệ chi tiên tử kéo lên xem nhật ký chat xong thì mới lên tiếng. Ta muốn tham gia, lần này ta có thể tham gia, đua độn kiếm của lục phẩm rồi. Đúng lúc có thể so thử tốc độ với các vị tiền bối. Thì độn kiếm của lục phẩm sao? Bắc Hà Tán Nhân chừng mắt kinh ngạc. Lệ chi tiên tử, cô tấn thăng lên lục phẩm từ lúc nào vậy? Mim bạch tiền bối kinh ngạc. Sao lại càng có phong thanh gì thế này, Đến cả thiên kiếp cũng không có, tấn thăng từ ngũ phẩm lên lục phẩm cái một như vậy là sao? Rõ ràng lần trước cảnh giới tu vi của Lệ Chi tiên tử cũng chỉ xem xem với hắn thôi mà. Lệ Chi tiên tử đáp: "Không phải lần trước khi ta đến phương Tây ta đã giết chết một tên thần linh bản thổ sao, sau đó ta có chút cảm ngộ ở trong không gian đặc thù của hắn, nên ở đó hoàn thành tấn cấp luôn. Cho nên ta mới ở lại bên ngoài khá lâu, sau khi trở về ta thường xuyên bế quan là để ổn định cảnh giới của mình đấy." Miền Bạch Tiền Bối ngượng ngùng. Bắc Hà tán nhân: "Đúng rồi, suýt nữa là quên mất, lần này ta online lên nhóm là muốn nói một chuyện khác nữa." Lệ Chi Tiên tử chụp bức ảnh hộp quà Bạch Tiền Bối tặng rồi gửi vào khung chat nhóm. Vừa nhận được quà tặng của Bạch Tiền Bối, do Bạch hạc Đạo Hữu đưa tới này, món quà này rất thần bí, hiện tại vẫn chưa mở được, phải đến 4 ngày sau mới được mở. Bạch Tôn giả nói lúc đó sẽ có kinh nghỉ, không biết món quà này là gì nữa trong nhóm đã có vị đạo hữu nào nhận được quà chưa? Lệ chi tiên tử dò hỏi. Tuyết lang động chủ nói. Thì ra lệ chi tiên tử cũng nhận được món quà này à, ta cũng nhận được quà của bạch tiền bối này. Lạc trần chân quân. Đã nhận được quà, cũng là bốn ngày nữa mới mở được. Đông phương lục tiên tử. Giống ở trên. Thông huyền đại sư, ai cần giơ ngón tay. Hơn nữa số người nhận được quà cũng đang tăng lên không ngừng nhiều người nhận được quà như vậy ư. Lệ chi tiên tử yên tâm mỉm cười, xem ra món quà mang tới kinh hỉ mà bạch tôn giả gửi cho mọi người không có vấn đề gì hết. Mà ở một nơi khác, một hòn đảo đơn độc trên biển đông. Ngư kiều kiều phát ra một tiếng thét dài cực kỳ thê lương, lúc này trên người cô đã có hàng chục vết thương sâu tận xương, máu tươi tuôn ra như suối. Mà lúc này cô chỉ cách long môn này vẻn vẹn một mét nữa thôi. Trường 356, Mỹ Ngư Nhân, dưới điểm hóa Long Môn, Tống thư hàng làm người đứng xem căng thẳng cực kỳ. Theo kinh nghiệm của hắn thì thời điểm sắp sửa thành công thường là thời điểm gian nan và nguy hiểm nhất. Trong phim đều thế còn gì, bất kể là tiểu thuyết, TV, phim ảnh hay trò chơi thì lúc nào bước cuối cũng là bước gian nguy nhất. Nói không chừng khi Ngư Kiều Kiều sắp bước vào Long Môn thì hai con thần long hóa thành Long Môn kia sẽ đột ngột ra tay với cô ấy. Thậm chí có thể là trong Long Môn sẽ xuất hiện thiên kiếp đáng sợ gì đó đột nhiên tấn công đánh bay ngư kiều kiều từ cửa về thẳng điểm xuất phát cũng nên cố gắng lên nhất định phải cố gắng lên đấy tống thư hàng căng thẳng vô cùng mà lại không dám lên tiếng chỉ sợ quấy dày tới ngư kiều kiều vạn nhất ngư kiều kiều bị đánh về điểm xuất phát thì phải làm lại từ đầu đấy nếu thế thì lúc trước hắn cộng hưởng cảm quan chịu bao nhiêu là đau khổ chẳng phải là uổng công hết hay sao dưới long môn ngư kiều kiều lại phát ra tiếng rồng ngâm sau đó cô vung vuốt phải hung hăng vồ tới cánh cửa đồng thời tia sức mạnh cuối cùng của cô trào ra khỏi thân thể thúc giục cơ thể khổng lồ lao vào long môn như một mũi tên rời cung sóng văng tung tóe thành công ngư kiều kiều vượt long môn thành công tống thư hàng bên dưới chừng to mắt nhìn về phía long môn vẫn không dám hó hé mảy may khoảng ba giây sau thác nước phun ta từ long môn bỗng dừng lại ngay sau đó tiếng rèn rẹt của dòng điện vang lên trên người hai con thần long bên long môn bùng nổ ánh điện lóa mắt một lát sau, thân mình chúng nó từ đầu trở xuống bắt đầu biến thành nham thạch như chúng pháp thuật hóa đá. Trong quá trình hóa đá ấy, toàn bộ năng nguyên trên người chúng rót cả vào trong cánh cửa, đổ vào cơ thể ngư kiều kiều ở một phía khác bên trong long môn. Rốt cuộc tống thư hàng cũng thở vào nhẹ nhóm, xem ra, điểm hóa long môn đã thành công rồi. Trong hư không, bạch tôn giả mỉm cười, sau đó hắn vươn tay vỗ nhẹ lên long môn hóa đá. Long môn hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống từ không trung thế nhưng đằng sau long môn, lại không thấy ngư kiều kiều đâu cả. Ủa, bạch tiền bối, ngư kiều kiều đâu mất rồi? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi. Đừng nóng ruột, bạch tôn giả rứt lời bèn búng ngón tay kêu vang. Sau đó, lấy tôn giả làm trung tâm, một phiến sa mạc minh môn trải dài, bao phủ cả tống thư hàng vào bên trong nó. Là năng lực ảo ảnh chân thực. Sau khi tiến vào sa mạc quen thuộc, Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía để tìm kiếm bóng dáng của Ngư Kiều Kiều. Ở đó kìa, thấy chưa? Bạch Tôn giả chỉ về một hướng bên trong sa mạc. Tống Thư Hàng lập tức quay đầu nhìn về phía ấy. Sau đó hắn thấy một bóng hình duyên dáng. Bóng hình ấy có một đôi chân ngọc trắng nõn nà, tuy rằng không dài bằng chân của Vũ Nhu Tử, thế nhưng đôi chân trắng như ngọc trai này lại hoàn mỹ theo một cách khác. Nhìn lên trên nữa, hắn thấy một chiếc váy ngắn do vảy cá tạo thành, che kín tất cả những nơi cần che trên cơ thể cô. Nhìn đến đây, Tống Thư Hàng đã hơi hơi không nỡ đưa mắt lên nữa. Sau khi ngư yêu vượt qua, điểm hóa long môn, thì sẽ biến hóa thành hình thái nửa người nửa cá. Mỗi khi nhắc đến hình thái nửa người nửa cá, thì mọi người sẽ nghĩ ngay đến những nàng tiên cá xinh đẹp trong truyền thuyết đúng không? Chính là mấy cô nàng xinh đẹp tuyệt trần mà có đôi cá đủ màu sắc ấy. Thế nhưng hôm nay ngư kiều kiều lại biến hóa ra đôi chân ngọc ngà Mỹ miều thế này, nửa người trên của cô nàng hóa thành cái gì thì không cần đoán cũng đã biết rồi ánh mắt tống thư hàng rời lên trên thêm một tí nữa quả nhiên nửa người trên của ngư kiều kiều là thân cá màu hồng phấn mà khi thu nhỏ trông rõ là đáng yêu hai bên thân cá còn mọc ra một cặp móng vuốt sắc bén nếu chỉ quan sát nửa phần dưới của ngư kiều kiều bây giờ thì đúng là rất đẹp nửa người trên cũng khá đáng yêu nhưng nếu kết hợp cả hai cùng một chỗ thì đúng là hình hài có khả năng gây hiệu ứng kích thích thị giác cực mạnh. Thì ra, chưa chắc hình thái nửa người nửa cá thì giống với Mỹ nhân ngư, mà rất có thể là Mỹ ngư nhân đó. Thậm chí nếu dựa vào tỷ lệ cơ thể thế này, phỏng chừng sẽ xuất hiện hình dạng nửa trái là cá, nửa phải là người luôn chăng. Tống Thư Hàng nhìn ngư kiều kiều với vẻ đầy lo âu, sau khi tiến hóa, hình thái của ngư kiều kiều không giống với tưởng tượng của cô, liệu cô có bị thất vọng không nhỉ? Dường như Ngư Kiều Kiều bị đả kích một chút, lúc này cô đang duỗi móng vuốt, nhìn nhìn, sau đó cô nỗ lực khom người, lại nhìn về phía hai chân của mình. Không đúng, hình dạng này khác hoàn toàn với những gì cô đã tưởng tượng về bán ngư nhân. Trong lúc suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình, vừa xoay người thì thấy thân ảnh của Bạch Tôn Giả và Tống Thư Hàng. "Bạch Tiền Bối, ta đã điểm hóa Long môn thành công chưa? Hay là thất bại rồi?" Ngư Kiều Kiều hỏi bằng giọng ngờ vực. Ngươi đã thành công rồi, hình dạng bây giờ của ngươi chính là hình thái nửa người nửa cá không thể sai được. Bạch Tôn Giả khẳng định, nếu như hình thái này không giống với hình thái trong tưởng tượng của ngươi thì cũng không cần lo lắng. Chỉ cần ngươi tấn thăng lên tới ngũ phẩm, ngừng tụ yêu đan thì có thể hóa hình nguyên vẹn rồi. Ồ, thì ra ta đã thành công rồi à? Hắc hắc, làm ta sợ hết hồn. Ngư Kiều Kiều cười hặc hặc, tâm trạng cũng thoải mái hơn. Tiếp đó. Cô thử dùng hai chân đi hai bước trong sa mạc. Kiểu dùng hai chân di chuyển, không phải di chuyển bằng bốn móng vuốt này khiến cô cực kỳ sung sướng. Sau khi đi được hai bước, Ngư Kiều Kiều vui vẻ vẫy vẫy tay với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, tới đây mau, không phải ngươi đã nói sẽ chụp một tấm hình với ta à? Chỉ bằng chúng ta chụp một bức ảnh trong sa mạc này đi. Thấy bộ dạng Ngư Kiều Kiều không hề bị đả kích vì ngoại hình của mình, Tống Thư Hàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cũng đúng, dù sao thì Ngư Kiều Kiều cũng không phải nhân loại, có lẽ thẩm mỹ quan của cô ấy khác với con người. Có khi theo như cô ấy thấy thì bộ dạng của cô ấy bây giờ là xinh đẹp như hoa thì sao? Được. Tống Thư Hàng móc điện thoại di động của mình ra, mặc dù không có tín hiệu nhưng không ảnh hưởng đến việc chụp ảnh hắn cũng thấy may mắn khi bản thân biết cái tiểu pháp thuật xung điện thuật. Nhờ loại tiểu pháp thuật này, điện thoại di động của hắn mới có thể duy trì hoạt động trong vài ngày không bị sập nguồn. Thế nhưng, lúc Tống Thư Hàng cầm điện thoại tiến về phía trước hai bước thì bỗng dưng cứng nở người. Bởi vì trong quá trình chạy trốn, đột nhiên hắn phát hiện lực khí huyết trong năm khiếu huyệt tâm khiếu, nhãn khiếu, tị khiếu, nhĩ khiếu, khẩu khiếu đang vận chuyển như điên, cuối cùng lao mạnh xuống phần bụng dưới. Thậm chí linh quỷ trong cơ thể hắn cũng đang không ngừng vận chuyển hết lượng lực khí huyết dự trữ vào trong tâm khiếu của Thư Hàng, sau đó đi vào bụng dưới thông qua tâm khiếu. Loại cảm giác này giống như trong mùa đông vừa lạnh vừa khát, lại được uống một phần canh nóng, ấm ấp lan đến tận trong lòng. Tống Thư Hàng duy trì tư thế cứng nhắc không nhúc nhích, hắn nhìn qua bạch tiền bối, kêu lên. Bạch tiền bối, ta cảm giác trạng thái hiện tại của mình khá kỳ lạ. Yên tâm đi, không có gì kỳ lạ hết. Bạch tôn giả xoay người, cười nói. chương 357, nút tạm dừng ở đâu thế? Sau khi nghe những lời bạch tôn giả nói, biết được không phải thân thể của mình có dị trạng gì rồi, Tống Thư Hàng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng hắn xuất hiện cảm giác mờ ảo như một giấc mơ vậy. Cảnh giới chân sư nhị phẩm, mình sắp tiến vào cảnh giới nhị phẩm rồi ư. Khí huyết chi lực của ngũ đại khiếu huyệt trong cơ thể mình đã nối liền thành một thể, mở ra đan điền, hóa thành chân khí, chính là chân sư nhị phẩm tu vi của kẻ địch đầu tiên trong trí nhớ của Tống Thư Hàng là đàn chủ cũng có cấp bậc chân sư nhị phẩm. Thư Hàng vẫn còn nhớ rất rõ ràng, khi đó cho dù bản thân đàn chủ đã trúng kịch độc của dược sư tiền bối, nhưng khi hòa thượng Tây, người đạt đến cảnh giới dược long môn nhất phẩm, đối mặt với đàn chủ cũng không thể nào kháng đỡ được. Đàn chủ chỉ vung ra một trường nhẹ nhàng, trên trường ngưng tụ chân khí là đã có thể đánh vỡ toàn bộ lớp phòng ngự của hòa thượng Tây, khiến hòa thượng Tây phải bỏ chạy thục mạng ở trong xe. Mặc dù Tống Thư Hàng có bảo phù mà thất sinh phù tiền bối tặng ở trong tay, nhưng hắn vẫn phải dùng đến hai tờ, kiếm phù, và phá tà phù mới có thể giải quyết được đàn chủ. Giữa tu sĩ nhất phẩm và nhị phẩm có sự khác biệt rõ ràng. Vậy mà hôm nay hắn cũng đã bước vào cảnh giới nhị phẩm rồi ư. Trong lúc suy tư, khí huyết chi lực của ngũ đại khiếu huyệt trong cơ thể tống thư hàng rót vào bụng cuồn cuộn không ngừng, dựng lên hình thái ban đầu của một cái, đan điền. Tiếp theo chỉ cần chờ khí huyết toàn thân rót hết vào, đan điền, đó, khí huyết chi lực hóa hư thành chân, chuyển hóa thành chân khí là Tống Thư Hàng coi như đã chính thức bước vào cảnh giới chân sư nhị phẩm. Khi cảnh giới nhất phẩm tấn thăng thành nhị phẩm, thiên kiếp sẽ không xuất hiện. Hay có thể nói rằng, lòng môn do khí huyết chi lực của ngũ đại khiếu huyệt kia hiển hóa thành chính là thiên kiếp. Mà từ sau nhất phẩm, mỗi khi tấn thăng lên một đại cảnh giới, căn cứ vào thuộc tính cá nhân của từng tu sĩ, thiên kiếp mà từng người phải chịu cũng sẽ có những thuộc tính khác nhau. Thiên kiếp không chỉ là một dạng khảo nghiệm, mà cũng là một loại tôi luyện. Thậm chí lực lượng ẩn chứa bên trong thiên kiếp còn là trợ lực giúp cho tu sĩ đi lên cảnh giới cao hơn. Trong lúc Tống Thư Hàng đang đắm chìm trong nỗi vui sướng thì thể nghiệm quá trình cảnh giới được đề thăng, Bạch Tôn Giả đứng bên cạnh lại lên tiếng mà rằng, Thư Hàng này, nhân lúc ngươi chưa hoàn toàn tấn thăng lên thành chân sư nhị phẩm, có muốn cân nhắc đến chuyện tạm dừng tấn thăng, đẩy lùi quá trình tấn thăng lại một chút không? Tạm dừng tấn thăng, Tống Thư Hàng quay sang nhìn bạch tiền bối với vẻ mặt rất đối nghi hoặc. Dù trong lòng hắn cảm thấy khó hiểu, nhưng hắn biết, nếu bạch tiền bối đã đề nghị như vậy thì việc đó nhất định sẽ có lợi với hắn, vì thế hắn hỏi lại. Bạch tiền bối, chẳng lẽ là do tốc độ tấn thăng của ta gần đây nhanh quá, đạo tâm, gì đó vẫn chưa được hoàn mỹ, tâm cảnh không theo kịp cấp bậc cảnh giới à? Cho nên cần phải rèn luyện tâm cảnh thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới tấn thăng lên nhị phẩm đúng không? Bạch tôn giả, một lát sau, tôn giả dở khóc dở cười nói. Thư hàng này, tiểu thuyết với phim ảnh tu chân, tiên hiệp gì đó đọc cho vui là được rồi. Xem xong thì quên đi, đừng có cho rằng nội dung của nó là thật nhé. Tống thư hàng. Ha ha, cô nàng ngư kiều kiều ở bên cạnh bật cười. Nếu như nửa người trên của cô ấy cũng hóa thành người thì nhất định có thể tăng tiếng cười này lên thành 100 điểm. Khủ khủ, bạch tôn giả ho nhẹ một tiếng, rồi mới giải thích không phải trước đây ta đã nhắc đến tam thập tam thú thần tông và tuyệt học tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của tông môn bọn chúng cho ngươi rồi sao mắt tống thư hàng đột nhiên sáng lên cái công pháp mà dù đã lỡ bỏ qua thời điểm vàng để tu luyện vẫn có thể khiến trong cơ thể sinh ra một đạo tiên thiên chân khí giả đó sao bạch tôn giả khẽ mỉm cười gật đầu nói thư hàng ngươi đã bỏ qua độ tuổi tốt nhất để tu luyện đạo tiên thiên chân khí mang theo từ trong cơ thể mẹ đã bị mất đi sau này trước khi ngươi tấn thăng lên cảnh giới, tiên thiên tứ phẩm, ngươi vẫn sẽ chậm hơn những tu sĩ sở hữu, tiên thiên chân khí, rất nhiều, hơn nữa còn phải tiêu hao nhiều tài nguyên hơn bọn họ nữa. Nhưng nếu như có thể tìm được cách ngưng tụ ra đạo, ngụy tiên thiên chân khí, này, thì sự tranh lệch giữa ngươi và những tu sĩ sở hữu, tiên thiên chân khí kia sẽ được thu nhỏ lại rất nhiều. Mài đao không phí công đốn củi, vậy ngươi chọn cái nào đây? Ta lựa chọn tạm dừng tấn thăng. Tống thư hàng hét lớn không chút do dự, chỉ cần không phải là kẻ ngu thì nhất định sẽ không tham cái nhanh nhất thời mà bỏ lỡ cả đời, nhất định phải lựa chọn tương lai tốt đẹp hơn chứ. Nhưng Bạch Tiền Bối, ta không biết làm thế nào mới có thể tạm dừng tấn thăng được. Nút tạm dừng ở đâu thế? Không vội, Bạch Tôn giả cười ha hả. Ngoài ra người cũng không cần phải lo lắng, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày là ta có thể lấy được tuyệt học Tam thập tam thú thần tông, kia về sẽ không bắt người phải chờ quá lâu đâu. Thư hàng tràn đầy tự tin như thế, xem ra hắn đã có chút tin tức về cái công pháp của tam thập tam thú thần tông, rồi đúng không? Đây chính là chỗ đáng sợ của tôn giả thất phẩm đấy. Ngư Kiều Kiều ở bên cạnh đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng, thầm than vận may của hắn đúng là tốt thật đây chính là chỗ tốt khi có quan hệ với một vị tôn giả đấy. Sắp xong rồi, vừa nói, bạch tôn giả vừa vươn bàn tay ra, có một tầng khí tức đại địa mở ảo bốc lên từ trong lòng bàn tay của hắn. Sau đó, Bạch Tôn giả vỗ một trường vào bụng của Tống Thư Hàng. Trong nháy mắt, mối liên hệ giữa khí huyết chi lực bên trong ngũ đại khiếu huyệt và đan điền mới thành hình, lập tức bị cắt đứt, quá trình tấn thăng lên nhị phẩm đã bị Bạch Tôn giả cắt đứt. Có điều loại phong ấn pháp này rất đặc biệt, dù có cắt đứt quá trình tấn thăng nhưng cũng sẽ không gây ra bất kỳ thương tổn gì đối với thân thể của Tống Thư Hàng. Ý, đây là phong ấn xúc khí khuếch chân pháp sao? Ngư Kiều Kiều ở một bên nhìn thấy thủ pháp mà Bạch Tôn Giả vừa mới đánh ra thì nghĩ thầm trong lòng. Thủ pháp mà Bạch Tôn Giả lựa chọn để tạm dừng quá trình tấn thăng của Tống Thư Hàng chính là xúc khí khuếch chân pháp. Đây là thủ pháp mà một vài môn phái tu sĩ thời cổ dùng cho những đệ tử quan trọng có thiên tư bất phàm khi tấn thăng lên nhị phẩm. Lợi dụng tính chất đặc biệt của thủ pháp để cắt đứt quá trình tấn thăng lên nhị phẩm của các đệ tử. Sau đó nhân lúc phong ấn, xúc khí khuếch chân pháp còn chưa biến mất, các đệ tử có thể làm đầy lại khí huyết chi lực ở bên trong ngũ đại khiếu huyệt của mình lần nữa. Rồi đợi sau khi phong ấn, xúc khí khuếch chân pháp, biến mất, các đệ tử có thể rót khí huyết chi lực mới của ngũ đại khiếu huyệt vào, đan điền mới hình thành thêm một lần nữa. Như thế sẽ khiến cho dung lượng của đan điền mới tạo thành của các đệ tử được phong ấn, xúc khí khuếch chân pháp, lớn hơn một vòng so với các đệ tử đã hoàn thành tấn thăng. Đáng tiếc là loại thủ pháp phong ấn này chỉ có thể sử dụng được một lần, bởi vì khi nhóm khí huyết chi lực thứ hai được rót vào đan điền sẽ lập tức bắt đầu chuyển hóa thành chân khí, hoàn thành tấn thăng. Có điều nói đi cũng phải nói lại, hình như trước khi muốn thi triển, xúc khí khuếch chân pháp, này dường như cũng phải tốn cả ngày trời để chuẩn bị trước chứ nhỉ. Chẳng lẽ bạch tôn giả đã chuẩn bị phong ấn, xúc khí khuếch chân pháp, này từ sớm, chỉ đợi khoảnh khắc tống thư hàng tấn thăng là phong ấn thêm một cái cho hắn à? Sao mà đãi ngộ của người tên tống thư hàng này được nhận lại tốt như thế kia chứ? hắn là đệ tử chân truyền của bạch tôn giả tiền bối sao đáng giá để bạch tôn giả đối đãi với hắn tốt tới như vậy hết xúc khí khuếch chân pháp rồi lại đến ngụy tiên thiên chân khí chẳng lẽ là hậu nhân trực hệ của bạch tôn giả hà trong lúc ngư kiều kiều đang thả hồn nghĩ lung tung thì bạch tôn giả búng tay một cái thật nhẹ ảo ảnh chân thật được giải trừ ba người lại trở về hoang đảo kia lần nữa khi ba người vừa trở lại đảo đậu đậu lập tức quay đầu lại nhìn về phía ba người, sau đó nó thấy được ngư kiều kiều mình người đầu cá. Sau đó nó lặng lẽ quay đầu lại đậu đậu có hai loại thẩm mỹ quan, nó có thẩm mỹ quan trọn vẹn của con người, và thẩm mỹ quan của loài chó. Nhưng bất kể là loại thẩm mỹ quan nào thì trong mắt nó, ngư kiều kiều lúc này chẳng có chút liên quan nào với cô em mỹ nhân ngư xinh đẹp cả. Đây chính là bán nhân ngư trong truyền thuyết sao, ảo tưởng trong lòng nó đã sụp đổ hoàn toàn tiểu hòa thượng đang ở bên cạnh đậu đậu, nghiêm túc trông chừng đám người lang nhất, chỉ sợ đám người lang nhất chạy mất. Nó đang chăm chỉ thi hành nhiệm vụ mà bạch tôn giả giao cho. Mà ở bên cạnh tiểu hòa thượng, còn có một cô gái tóc ngắn ngang vai, dáng người thon nhỏ, bên trong đôi mắt xinh đẹp của cô thỉnh thoảng lại có hồng quang lóe lên. Mặc dù dáng người thon nhỏ nhưng trên người cô lại có khí thế tựa như mãnh hổ tuần núi. Ý, sang tử yên cô nương, lúc tống thư hàng nhìn thấy người đó thì lập tức kêu lên người đến chính là Giang Tử Yên cô nương, đệ tử của Dược Sư mặc dù cô ấy vẫn luôn muốn trở thành bạn gái của Dược Sư. Giang Tử Yên cũng quay lại nhìn về phía Tống Thư Hàng. Lúc đầu khuôn mặt cô đanh lại, không chút cảm xúc. Nhưng khi thấy quả đầu trụi lủi láng o của Tống Thư Hàng, khuôn mặt nhỏ nhắn căng cứng kia nhất thời không nghiêm được nữa. Phi, Thư Hàng, người xuất ra rồi đấy hả? Giang Tử Yên không nhịn được bèn bật cười. Ta có xuất ra đâu chứ, Tống Thư Hàng kêu to, chỉ vì một vài nguyên nhân, nên ta đổi kiểu tóc khác cho mát mẻ hơn chút thôi. Ừ, kiểu tóc đẹp lắm, đặc biệt là vào mùa hè nóng bức thế này, Giang Tử Yên che miệng lại cười, đồng thời đôi mắt ánh đỏ chấp chấp hay là khi nào về mình cũng làm một quả đầu chọc như thế cho dược sư nhỉ. Chỉ cần dược sư biến thành đại hòa thượng thì xác suất bị những nữ tu khác để mắt đến sẽ thấp hơn. Đúng rồi, có thể đổi quần áo hàng ngày của dược sư thành tăng bào cũng được, chặt đứt ý niệm của những nữ tu khác luôn. Tống Thư Hàng hoàn toàn không biết trong lúc nhìn hắn, Giang Tử Yên lại nghĩ suy nhiều như vậy, hắn lên tiếng hỏi, Tử Yên cô nương, sao cô lại chạy đến đây thế? Ta đến đưa thuốc trị thương mới cho cô nương thế ra họ sở kia. Người cầm lấy, hướng dẫn sử dụng thuốc mới đều ở trong đó, mặc dù không thể rút ngắn thời gian khôi phục nhưng lại có thể thanh trừ toàn bộ những tai họa ngầm ẩn chứa bên trong thương thế của cô ấy. Ngoài ra lúc về ta phải thuận tiện cầm vật thí nghiệm mà dược sư cần đi luôn nghe bạch tiền bối nói, vì một vài lý do mà đồng quái đạo hữu phải đi làm ông mai cho người ta nên nhiệm vụ vận chuyển vật thí nghiệm này sẽ chuyển qua cho ta lo liệu giang tử yên cười một cách tự nhiên vừa nói cô vừa nhớ tới lúc dược sư nhận được cái tin nhắn kia bạch tôn giả dược sư đồng quái đạo hữu đã biêu tương đương đổi người khác tới nhận vật thí nghiệm đi dược sư đã biết mà nói mới nhớ đã biêu tương đương nghĩa là gì giang tử yên vẫn còn đang tò mò lắm Tống thư hàng đưa tay cầm lấy loại thuốc mới. "Đúng rồi, trước khi sử dụng loại thuốc này thì phải kích hoạt dược tính rồi mới dùng được nhé. Tìm đại một nam tu sĩ lấy chút máu để kích hoạt dược tính đi." Giang Tử Yên thuận miệng nói thêm một câu. "Máu của nam tu sĩ?" Tống thư hàng lập tức đưa mắt nhìn sang tiểu hòa thượng, nhưng rồi hắn lại lắc đầu ngay lập tức. "Tiểu hòa thượng vẫn còn nhỏ, sao có thể lấy máu của nó được chứ?" sau đó hắn lại đưa mắt sang nhìn đám người lang nhất đang la liệt đầy đất. Ít em, lắm máu thật, tìm đại một tên để lấy máu chứ nhỉ, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. chương 358, lại làm một giấc mơ đẹp. Thân thể của mấy tên nằm trên đất này có vấn đề. Chẳng lẽ bọn họ không phải là đàn ông bình thường? Đúng rồi, suýt chút nữa thì quên mất bản ta cũng là nam tu sĩ. Tống Thư Hàng vỗ chán một cái, ánh mắt luôn là như thế, có thể thấy người khác nhưng thường xuyên không thấy được bản thân mình. Nói xong, hắn quay về phía Giang Tử Yên nói. Vậy không bằng Tử Yên cô nương đến bôi thuốc giúp cho sở sở cô nương kia đi, ta sẽ lấy máu rồi kích hoạt dược tính của thuốc mới nhé. Được thôi, Giang Tử Yên gật đầu một cái, dù sao cũng là chuyện vật ấy mà. Bạch Tôn giả lại lên tiếng nói. Đúng lúc ta cần làm vài ký hiệu lên người những vật thí nghiệm này chờ tử yên đạo hữu cho sở sở cô nương kia uống thuốc xong là có thể đến lấy những vật thí nghiệm này rồi. Nếu muốn có được tuyệt học của tam thập tam thú thần tông, thì còn phải xuống tay từ trên người những vật thí nghiệm này nữa. Bạch tôn giả tự có tính toán riêng của mình. Được, Giang tử yên cô nương gật đầu nói trong chốc lát mà số lượng vật thí nghiệm tăng lên nhiều ghê. Cũng may lần này tới cô có đem theo pháp bảo phi hành, có thể vận chuyển toàn bộ vật thí nghiệm này về. Trong lều, sở sở thẫn thờ ngửa đầu nhìn lên nóc lều. Lúc trước Tống Thư Hàng đã bảo đảm với cô rằng sẽ đưa bạch tôn giả đến đoạn tiên đài xem thi đấu. Nếu quả thật như thế, thì tới lúc đó, dù cho, thế ra họ sở, có thất bại trong cuộc chiến trên đoạn tiên đài đi nữa, thì vẫn có cơ hội giữ được truyền thừa. Đáng tiếc mình không thể dốc hết sức của mình cho cuộc chiến trên đoạn tiên đài. Nếu như có thể, cô thật hy vọng bản thân mình có thể bò dậy khỏi giường bệnh, cho dù có chết trận trên đoạn tiên đài cũng còn tốt hơn là nằm ở đây đau khổ chịu đựng. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, cửa lều bị người vén lên, có hai bóng người bước vào. Một người chính là Tống thư hàng, có quả đầu chọc lóc phản chiếu lại ánh mặt trời rất chói mắt. Người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn, với mái tóc ngắn màu tím và đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh hồng, đều khiến cô ấy lộ ra vẻ tà mị quyến rũ hơn. Tống thư hàng nhìn về phía Sở Sở, cười khẽ nói: sở sở cô nương phải đổi thuốc rồi đối thuốc sở sở nghi ngờ nhìn thư hàng rồi đột nhiên mắt cô sáng lên là thuốc mới sao có thể làm cho ta hồi phục nhanh hơn đúng không tống thư hàng cười khan lên tiếng an ủi hắc cũng không phải có thể khiến cô hồi phục nhanh hơn nhưng thuốc này có thể thanh trừ đi tất cả tai họa ngầm mà thương thế của cô có thể mang lại có điều cô cứ yên tâm đi cuộc chiến của thế gia họ sở và hư kiếm phái trên đoạn tiên đài chắc chắn không đáng sợ như cô vẫn nghĩ đâu cô đừng có tuyệt vọng. Dù sao cũng có vũ nhu tử cô nương ở đó mà. Sở sở cô nương cười khổ. Là do ta quá nóng vội. Giang tử yên nhìn sở sở, thở dài nói. Chật chật, thương thế nặng thật, còn nặng hơn so với những gì dược sư nghĩ nữa. Tới đi thư hàng, lấy máu đi, thời gian của ta quý giá lắm đấy. Giang tử yên mở vỏ giấy của dược cao mới ra cô phải làm nhanh lên để còn trở về bên cạnh dược sư đây này. Được rồi, Tống thư hàng dứt lời thì lập tức vươn cổ tay ra, cầm bảo đao lên, đưa đến cổ tay cắt một cái, tư thế vô cùng khí phách. Quái lạ, rõ ràng hắn nghĩ lần đầu tiên lấy máu hẳn sẽ có chướng ngại tâm lý, nhưng bây giờ khi lấy máu ra lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ mình đã từng lấy máu rồi à? Đao vừa cắt xong, máu tươi phun ra ngoài, rơi vào miếng dược cao trên tay Giang Tử Yên cô nương một cách chính xác. Máu của nam tu sĩ lập tức khiến dược cao thay đổi dược cao vốn là màu đen xì giờ lại biến thành màu đỏ nâu, còn có thứ như bọt khí nổi lên khiến cả miếng dược cao trông như đang sôi trào. Đủ chưa thế, tử yên cô nương, tống thư hàng hỏi. Tử yên cô nương gật đầu. Vậy là đủ rồi. Vậy thì kính xin tử yên cô nương hãy cầm máu cho ta với. Tống thư hàng nói, hắn cảm giác đau vừa rồi của mình cắt co hơi quá lố, miệng vết cắt hơi to, máu phun ra xối xả. Giang tử yên cô nương chớp mắt một cái, ta không biết cầm máu đâu. Gì cơ, Tống Thư Hàng trợn tròn hai mắt không phải cô là đệ tử của Dược Sư sao? Tại sao đến cả cầm máu mà cũng không biết chứ? Dường như là đọc được suy nghĩ của Tống Thư Hàng, Giang Tử Yên cô nương nói với vẻ vô tội. Ta chỉ là kẻ nửa mùa, hơn nữa ta cũng chỉ là đệ tử trên danh nghĩa của Dược Sư mà thôi. Còn nữa, nếu chỉ bàn về cảnh giới tu luyện thì ta còn cao hơn Dược Sư một chút xíu đấy nhé. Tống Thư Hàng khóc dòng, che vết thương trên cổ tay mình lao ra khỏi lều phi về phía bạch tôn giả bạch tiền bối ơi cứu mạng với sở sở cô nương đang nằm trên giường bệnh giang tử yên nhún vai một cái ta còn đang tự hỏi tại sao ban nãy tên tiểu tử thư hàng này lại rạch to như thế làm gì ta còn tưởng là hắn muốn thể hiện trước mặt người đẹp chứ vừa nói chuyện giang tử yên vừa vén chăn trên người sở sở lên nhìn về phía ngực cô nói chật chật phẳng hết cả ngực rồi. Khóe miệng của sở sở khẽ giật một cái. Giang Tử Yên bắt đầu xử lý vết thương trên ngực cho sở sở. Cô thành thục lột đi miếng dược cao cũ, dán miếng dược cao mới lên cho cô ấy. Mặc dù chỉ là đệ tử nửa mùa của dược sư, nhưng đi theo dược sư nhiều năm như vậy, chuyện đơn giản như đổi thuốc cô vẫn có thể làm được. Khi dược cao mới vừa được dán lên, sở sở cô nương lập tức trợn to hai mắt. Cảm giác nóng rát từ miệng vết thương bắt đầu truyền tới, sau đó là cơn đau dữ dội đau đến mức hai mắt cô đỏ ngầu cả lên. Trong cổ họng phát ra tiếng kêu quằn quại tựa như tiếng chim bồ câu. A à chết, quên mất không nói cho cô biết, lúc dán loại dược cao này lên thì sẽ hơi đau, cố nhịn một chút nhé. Giang tử yên cười hì hì nhưng lại thân thiết đắp chăn kín lại cho sở sở cô nương. Sở sở há miệng đơn đất bây giờ mới nói thì còn nghĩa lý gì nữa, đau cũng đã đau rồi. Giang tử yên lại cười nói. Thế nhé tiểu cô nương, sau này chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại sau vậy ta còn có việc khác không ở lại với cô nữa nếu cô cần an ủi tâm lý gì đó ta có thể gọi tống thư hàng tiểu hữu quay lại tâm sự với cô tống thư hàng tiểu hữu là người tốt mà người tốt thì chắc là sẽ tự mang theo ánh sáng thiên phú an ủi thiếu nữ hơn nữa sau khi an ủi các thiếu nữ đau lòng xong sẽ được các thiếu nữ tặng thêm một tấm thẻ người tốt nữa sở sở thờ hồn hền khẽ lắc lắc đầu Vậy thì dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ nhiều đến những chuyện khác nữa làm gì. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, có một vài chuyện nếu đã không thể làm gì được thì cứ thuận theo tự nhiên đi. Cuối cùng, Giang Tử Yên vẫn hở hững an ủi một câu, sau đó vươn người đứng dậy, đi ra khỏi lều. Sau lưng, sở sở khó khăn lắm mới ức chế được cơn đau do dược cao đem lại, thở dài nói thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng sao. Nhưng nếu ta muốn tham gia cuộc chiến trên đoạn tiên đài, thuyền này phải thẳng thế nào đây? ta không thể nào đứng dậy tham gia được. Sau khi ra khỏi lều, Giang Tử Yên lôi một khối thải vân cực lớn ra, ném toàn bộ đám người lang nhất lên thải vân rồi bay đi. Thải vân này chính là một loại pháp khí phi hành, mặc dù tốc độ không nhanh bằng phi kiếm nhưng có thể chở được số lượng người nhiều hơn phi kiếm. Đại khái giống như là xe thể thao và xe bát vậy. Sau khi Giang Tử Yên rời đi, Bạch Tôn giả không hề đưa mấy người tống thư hàng rời khỏi đảo, mà tiếp tục bận bịu nửa ngày ở gần hòn đảo nhỏ này thần bí. Màn đêm buông xuống, trăng sao lấp lánh. Nếu Bạch Tôn giả không chọn rời đảo thì mấy người Tống thư hàng chỉ có thể tiếp tục qua đêm ở trên đảo mà thôi. Sau khi chúc đậu đậu, Tôn giả và Tiểu Hòa thượng ngủ ngon, Tống thư hàng lập tức chui ngay vào trong lều của mình. Có lẽ ban ngày đã trải qua quá nhiều chuyện, nên vừa mới ngả lưng xuống, cảm giác mệt mỏi ập tới ngay. Rất nhanh, hắn đã tiến vào giấc ngủ vừa nhắm mắt không bao lâu hắn đã mơ thấy một giấc mơ kỳ quái trong mơ hắn biến thành một cô bé đáng yêu như búp bê ngây ngô một trong phòng mình ở trong phòng bày biện những thứ rất đơn giản nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy những thứ này đều đã có tuổi ví dụ như cái tivi to như cái tủ kia là loại tivi đen trắng trong đó còn đang chiếu tiết mục quảng cáo trông rất củ chuối nữa chứ một lần còn lạ hai lần đã thành quen vừa nhìn thấy giấc mơ như thật thế này Tống Thư Hàng lập tức biết nhất định mình lại không bất cần đi vào, giấc mơ cuộc đời của ai đó rồi. Mặc dù không biết tại sao mình lại mơ thấy những gì người khác đã trải qua nhưng dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên, dần dần hắn cũng đã quen với năng lực kỳ quái này của mình rồi. Nhưng tiếp sau đàn chủ, tán tu lý thiên tố, thông nương, lần này lại đến lượt ai đây? Gần đây lại có ai nguyền rủa hắn à? Hay là hắn đã trải qua chuyện gì trên hòn đảo thần bí này sao? đang suy nghĩ thì một giọng nói nhu hòa của con gái vang lên bên tai Tống Thư Hàng. Sở sở, thời gian không còn sớm nữa, mau đi nghỉ đi. Vâng, sư nương, ta vừa mới minh tưởng tu luyện xong, xem tivi một chút rồi sẽ đi ngủ ngay đây. Sau đó bé gái mà Tống Thư Hàng biến thành ở trong mơ đáp lại bằng giọng nói rất đáng yêu. Sở sở, chẳng lẽ là sở sở của thế gia họ sở, cô nương bị ép phẳng lì ở bên cạnh lều mình sao? tại sao mình lại mơ thấy cô ấy nhỉ nếu mơ thấy chuyện mà đàn chủ từng trải qua là do đàn chủ nguyền rủa hắn mơ thấy cuộc đời của lý thiên tố là do ảnh hưởng của năng lượng của lý thiên tố bị linh quỷ cắn nuốt và chiếc nhẫn đồng cổ trên tay hắn nằm mơ thấy thông nương là do mình ăn quá nhiều mầm hành của cô ấy thì nằm mơ thấy sở sở cô nương là tại sao thế nhỉ giữa mình và cô ấy cũng đâu có liên hệ thân thiết như thế đâu mình cũng chưa từng nhận bất kỳ món quà nào của cô ấy mà Bỏ đi, bất kể thế nào thì mình cũng đã mơ thấy cuộc đời của sở sở cô nương rồi. Vậy thì lần này mình sẽ mơ thấy cái gì đây? Nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai chính là ngày con có thể bắt đầu tu luyện phần, kiếm quyết, bí truyền kia rồi, hãy giữ trạng thái tốt nhất nhé. Cô gái có giọng nói dịu dàng kia mỉm cười nói. Học tập, kiếm quyết, chính là phần, kiếm quyết, gây ra tranh đoạt giữa thế gia họ sở và hư kiếm phái à. Trong mơ, Ngày mai sở sở sẽ phải bắt đầu tu luyện kiếm quyết sao Ta biết rồi, sư nương Ta sẽ điều chỉnh trạng thái thật tốt Ta nhất định sẽ nắm vững, kiếm quyết, chấn hưng thế gia họ sở của chúng ta Sở sở khi còn nhỏ nắm chặt nắm tay, nói đầy vẻ tự tin Ha ha, sư nương tin tưởng ngươi Giọng nói nhu hòa kia cưng chiều sở đầu sở sở Đệ tử nhỏ này của bà là thiên tài xuất sắc nhất trong vòng 200 năm nay của thế gia họ sở chưa biết chừng thế ra họ sở thật sự có thể chấn hưng được dưới bàn tay nó cũng nên nhưng mà sư nương này người cho ta xem hết tiết mục sắp chiếu đi nếu không ta sẽ không ngủ được mất sở sở làm nũng sư nương dở khóc dở cười vỗ đầu sở sở một cái được rồi nhưng không được lâu quá đâu người phải đi ngủ sớm đấy nếu ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện ngày mai của ngươi sư phụ ngươi chắc chắn sẽ dỡ hết tv đi ta biết rồi ta tuyệt đối sẽ cẩn thận mà Sở Sở dùng sức nắm thật chặt hai tay. Mặc dù biết chỉ là đang nằm mơ thôi, nhưng biến thành một cô bé, nói chuyện bằng giọng nói nũng nịu thế này vẫn khiến mình nổi hết cả da gà da vịt lên, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Trong mộng, vị sư nương kia dường như rất yên tâm về Sở Sở. Sau khi dặn dò nốt lần cuối thì để Sở Sở xem tivi một mình ở trong phòng, không hề sợ cô bé này xem tivi đến mê mẩn. Màn hình trong tivi có chút tối mờ, tiểu Sở Sở nhìn đến mê mẩn nhưng khoảng nửa tiếng sau khi tiết mục TV kết thúc tiểu sở sở liền tắt TV đi leo lên trên giường đi ngủ rất nhanh cô đã tiến vào giấc mộng đẹp ngủ ở trong mơ cảm giác này quả thực rất phi diệu ngày thứ hai ở trong mộng mới sáng sớm tiểu sở sở đã tỉnh lại đầu tiên cô nhắm mắt điều chỉnh lại tinh thần sau đó lại ở trong phòng tu luyện một bộ quyền pháp nhỏ để vận động thân thể kích hoạt khí huyết toàn thân tiếp theo vị sư nương dịu dàng kia đến cưng chiều chuẩn bị một bữa ăn sáng phong phú, đầy dinh dưỡng cho cô. Tiếp sau nữa có một người đàn ông trung niên, nét mặt uy nghiêm đi đến trước mặt tiểu sở sở, nghiêm túc dặn dò cô một vài chuyện. Những tình tiết trong mơ này, trong kinh nghiệm của Tống Thư Hàng là hình thức tua nhanh. Không giống với giấc mơ hành xác, nếu ta là một cộng hành, như của thông nương, giấc mơ của tiểu sở sở đơn giản hơn rất nhiều. Những tình tiết thường ngày đều tua thật nhanh loại tua nhanh tình tiết này mới là cách mở ra chính xác của mộng cảnh bằng không, nếu những chuyện như ăn, uống, chơi bời, ngủ nghỉ của tiểu sở sở, Tống thư hàng đều phải trải qua hết thì sẽ ngại chết mất. Tình tiết lại bị tua nhanh, cảnh tượng mà Tống thư hàng nhìn thấy bắt đầu thay đổi. Cuối cùng, tiểu sở sở ở trong mộng bị người đàn ông trung niên nghiêm nghị kia dẫn tới một mật thất được phòng ngự nghiêm mật dưới đất. Sở sở, trong căn mật thất này chính là bí mật lớn nhất của thế gia họ Sở chúng ta, bộ bí tịch thần bí kiếm quyết. Lai lịch của bộ kiếm quyết rất thần bí thậm chí đến thế gia họ sở chúng ta cũng không biết tên gọi thật sự của bộ kiếm quyết này, nhưng uy lực của nó thật sự vô hạn. Theo như tiền bối của thế gia họ sở chúng ta giới thiệu thì đây là bộ kiếm pháp nhắm thẳng vào con đường kim đan ngũ phẩm. Sau khi tiến vào, người phải tính tâm lại, lĩnh ngộ cẩn thận. Người có thể lĩnh ngộ được mấy phần trong bộ kiếm quyết này thì phải dựa vào ngộ tính của bản thân ngươi rồi. Vào đi, sở sở, người đàn ông trung niên uy nghiêm kia trầm giọng nói hắn không giới thiệu bất kỳ nội dung cụ thể nào liên quan đến kiếm quyết cho sở sở là vì dù có nói cũng vô dụng bộ kiếm quyết kia không phải là loại công pháp được ghi chép bằng chữ viết bình thường sở sở yên lặng gật đầu tiến vào trong mật thất trong mật thất có hai viên tinh thạch màu vàng tản ra nguồn sáng chiếu rọi cả mật thất sau khi đi vào trong đó cô liền đưa mắt nhìn chỉ thấy trên vách tường trong mật thất treo bốn bức họa thật lớn trên bức họa có một tu sĩ mặc đạo bào xanh chắp tay đứng, trong bàn tay hắn cầm một thanh đoạn kiếm màu xanh lam. Chỉ đứng đó thôi nhưng đã tản ra một cỗ khí tức cao nhân, tiên tư bất phàm rồi. Ơ, ờ, ủa, nhìn thấy người đàn ông trên bức tranh vải xong, tống thư hàng sửng suốt hồi lâu. Đạo bào màu xanh, đoạn kiếm màu lam. Còn có dáng hình quen thuộc này nữa. mươi 359, biến thành con gái đi, tống thư hàng. Kiếm pháp của tán tu lý thiên tố, lại còn là trực chỉ cảnh giới kim đan ngũ phẩm, đấy là công pháp cấp bậc linh hoàng. Điều này lập tức khiến cho Tống thư hàng nhớ tới bộ kiếm pháp mà Sích Tiêu tử đã dạy cho Lý Thiên Tố lúc ly biệt vào năm đó. Tống thư hàng đã từng thể nghiệm cuộc sống của Lý Thiên Tố ở trong mơ, đích thân trải nghiệm toàn bộ quá trình Lý Thiên Tố từ một thiếu niên mắc phải bệnh lạ, đến khi gia nhập môn hạ của Sích Tiêu tử đạo trưởng, cuối cùng nhận được kỳ ngộ. Trong ký ức đó, Sích Tiêu tử đúng là đã truyền thụ một bộ kiếm pháp tên trực chỉ kim đan đại đảo cho Lý Thiên Tố. Thậm chí, lúc đó Tống Thư Hàng còn thận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình xích tiêu tử truyền công thụ nghệ cho Lý Thiên Tố nữa. Điều đáng tiếc chính là khi trải nghiệm cuộc đời của Lý Thiên Tố, đoạn ký ức lúc xích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ công pháp lại giật lắc từng phần từng phần rời rạc, có cảm giác rất đỗi mông lung, có vài đoạn quan trọng lại bị tua nhanh qua. Hơn nữa, lúc đó xích tiêu tử truyền thụ khẩu quyết kiếm pháp cho Lý Thiên Tố, thì ông đã dùng một loại ngôn ngữ mà Tống Thư Hàng hoàn toàn nghe không hiểu gì hết. Cuối cùng, Tống Thư Hàng chỉ nhớ được cách múa may của bộ kiếm pháp kia mà thôi, chứ không thu hoạch được gì nữa. Như vậy, chẳng lẽ kiếm quyết thần bí ẩn chứa bên trong bức họa trước mắt này chính là bộ kiếm pháp mà Lý Thiên Tố đã được kế thừa từ sích tiêu tử đạo trưởng hay sao Tống Thư Hàng đoán thầm trong lòng. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì tiểu sở sở đã ngồi xếp bằng trong mật thất, bắt đầu nhìn chằm chằm vào bốn bức tranh vải cực lớn kia, ánh mắt sáng rực lên, bắt đầu tham ngộ. Trên bốn bức họa này, vẽ bốn Lý Thiên Tố với tư thế khác nhau, thoạt nhìn bộ dạng này thì nối bốn bức họa lại với nhau thì sẽ tạo thành một chiêu kiếm pháp tinh diệu. Nhưng đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang bên ngoài, nói không chừng bên trong bốn bức họa này còn cất giấu manh mối nào đó, manh mối có thể khiến người ta ngộ ra kiếm quyết. Ánh mắt của Tống thư hàng di chuyển theo ánh nhìn của Sở Sở. Di chuyển qua lại trên mấy bức họa kia liên tục đáng tiếc, có lẽ mộ tính của Tống thư hàng không đủ, ngoại trừ nhìn ra Lý Thiên Tố đang làm màu tạo dáng đủ kiểu trên mấy bức họa ra thì hắn thật sự không nhìn ra trong bốn bức họa này còn có chỗ thâm ảo gì. Đệ tử của thế gia họ Sở lĩnh ngộ ra tinh diệu của kiếm quyết từ trong bốn bức ảnh này à? Thế này thì cần điểm mộ tính cao cỡ nào mới làm được chứ hả? Tống thư hàng thầm thở dài một hơi, thậm chí hắn đã liên hệ cả bốn bức họa này cùng với mấy hình ảnh rời rạc lúc xích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ kiếm thuật cho Lý Thiên Tố ở trong đầu mình rồi, nhưng vẫn không nhìn ra được manh mối gì hết. Chẳng lẽ ngộ tính của mình thật sự tệ tới vậy sao? Hay là nói, mình đã định sẵn là vô duyên với bộ kiếm quyết này, cho nên lúc ở trong giấc mộng của Lý Thiên Tố, xích tiêu tử đạo trưởng cũng không dạy kiếm pháp này cho mình, mà đổi thành dạy hỏa diễm đao chẳng lẽ cả đời này mình đã được định sẵn là không có cơ hội chơi kiếm hay sao? trời sinh chỉ có duyên cầm đao chém người thôi hà? tư duy của tống thư hàng cũng bắt đầu bay xa. chấm chấm lại nói nếu như bốc bức họa này thật sự là kiếm pháp của lý thiên tố vậy thì tại sao bộ kiếm quyết này lại xuất hiện ở đây? tống thư hàng vẫn còn nhớ lúc vũ nhu tử giới thiệu về ân oán giữa thế gia họ sở và hư kiếm phái với hắn cũng từng nhắc tới thế gia họ sở chiếm được phần kiếm quyết này từ hơn trăm năm trước sau đó toàn bộ đệ tử của thế gia họ sở bắt đầu lặng lẽ tu luyện cũng không truyền ra ngoài đáng tiếc trên đời này không có bí mật nào giữ được vĩnh viễn không biết tại sao tin tức về kiếm quyết lại bị người của hư kiếm phái ở kế bên đó biết được sau đó bởi vì lòng tham của hư kiếm phái dẫn tới ân oán của họ và thế gia họ sở này vậy thì lại có vấn đề xuất hiện rồi đấy hơn trăm năm trước thế gia họ sở lấy phần kiếm quyết này từ đâu ra phải biết là mới mấy tháng trước tán tu lý thiên tố vẫn còn sống nhăn răng ra đó, một tháng trước chỉ vừa mới xuất hiện thảm kịch ngàn dặm phi xác bay thẳng tới trước mặt hắn và bạch tôn giả rồi chết đây. Hơn trăm năm trước, người của thế gia họ sở làm sao lấy được phần kiếm quyết này từ trong tay một vị linh hoàng kim đan ngũ phẩm. Nếu như hơn trăm năm trước Lý Thiên Tố đã bị mất một phần kiếm quyết, thì lý nào hắn lại mặc kệ không màng tới. Tống Thư Hàng cẩn thận nhớ lại về giấc mơ cuộc đời của Lý Thiên Tố, nhưng lúc hắn trải qua cuộc sống của Lý Thiên Tố ở trong mơ, cũng không hề có cảnh nào liên quan tới bốn bức tranh vẽ này hoặc là về thế gia họ sở cả. Chắc là đoạn kịch tình này thuộc về phần mấy chi tiết nhỏ, bị tua nhanh, ở trong mơ rồi. Chẳng lẽ là hơn trăm năm trước, chính Lý Thiên Tố tiền bối đã đưa phần kiếm quyết này cho thế gia họ sở hay sao? Tống Thư Hàng nghĩ tới một khả năng cuối cùng. Nhưng thế này cũng không đúng lắm, thế gia họ sở chỉ là một tiểu thế gia tầm thường, Lý Thiên Tố dẫu gì cũng là linh hoàng kim đan ngũ phẩm, không lý nào lại giao kiếm quyết quý báu thế này cho một tiểu thế ra được. À, đợi đã. Có lẽ là có khả năng này lắm. Nếu như đoán theo thời gian thì hơn trăm năm trước, đúng là thời điểm con gái cưng của Lý Thiên Tố gặp phải bệnh tình nguy kịch. Lúc đó hắn đã tiêu hết toàn bộ gia tài của mình, chỉ vì muốn kéo dài bệnh tính của con gái. Có lẽ là vì lúc đó trong tay của vị tiền bối thế gia họ sở kia có bảo vật gì đó mà Lý Thiên Tố cần gấp nên Lý Thiên Tố mới dùng một thức kiếm thuật này để đổi lấy nó chăng? À mà cũng không đúng, Tống Thư Hàng lại nhanh chóng lắc đầu gạch bỏ khả năng này với tính cách của Lý Thiên Tố, cho dù tới lúc khó khăn nhất thì cũng không thể nào tùy tiện truyền thụ công pháp kiếm thuật mà Sích Tiêu Tử dạy cho hắn ra bên ngoài được. Sích Tiêu Tử có địa vị cực cao trong lòng Lý Thiên Tố. Bởi vì Tống Thư Hàng đã từng trải qua cuộc đời của Lý Thiên Tố, cho nên hắn biết rõ điểm ấy. Như vậy, có lẽ phần kiếm quyết này là công pháp do bản thân Lý Thiên Tố tự sáng tạo ra, hoặc là một loại công pháp nào đó mà hắn thu thập được lúc còn sống. Bởi vì Tống Thư Hàng nhớ rõ, trước khi con gái của Lý Thiên Tố đổ bệnh thì vận khí của hắn cực tốt, trước khi tu luyện tới Kim Đan ngũ phẩm, tổng sở hữu của hắn cũng thuộc hàng giàu có đối với các tu sĩ. Chấm. Trong lúc Tống Thư Hàng vẫn đang suy nghĩ thì tiểu sở sở ở trong phòng đột nhiên nhảy lên khỏi mặt đất. Hóa ra là vậy, đây chính là bí mật của kiếm quyết tiểu sở sở cười nói vô cùng hân hoan. Ngộ ra được rồi á, ngộ ra nhanh tới vậy sao? Ngộ tính của sở sở cô nương này nghịch thiên tới như vậy sao? Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thấy rúng động vô cùng, so sánh thì ngộ tính của hắn đúng là rác rưởi của rác rưởi luôn. Ta cảm thấy ngộ tính của mình cũng được lắm mà. Tống Thư Hàng buồn bực nói mặc kệ là khi tu luyện đạo Pháp, kim cương bản bản quyền Pháp, chân ngã minh tưởng kinh, quân tử vạn lý hành, hoặc là trường tâm lôi, dược sư tiền bối và bạch tôn giả đều khen hắn có ngộ tính không tệ cơ mà. Thêm nữa là hình như hắn cũng nắm vững mấy loại công pháp này nhanh lắm. Chẳng lẽ, dược sư tiền bối và bạch tôn giả đều chỉ an ủi hắn thôi sao? Hoặc là hắn thật sự không có duyên với kiếm đây? Chấm. Trong mật thất, tiểu sở sở rút một thanh đoạn kiếm nhỏ mà mình mang theo bên người ra, bắt đầu múa bộ kiếm pháp này điên cuồng. Bộ kiếm pháp này, nhìn một cái thì chẳng thấy có chỗ nào xuất chúng cả thoạt nhìn nó chỉ giống như một bộ kiếm pháp căn bản bình thường mà thôi. Nhưng theo động tác múa càng lúc càng nhanh của tiểu sở sở, bộ kiếm pháp kia bắt đầu sinh ra những biến hóa kỳ lạ. Kiếm pháp biến hóa càng lúc càng nhiều, cuối cùng lại hợp lại thành bốn thức kiếm. Đó đúng là bốn thức kiếm trong bức họa Lý Thiên Tố treo trên vách tường mật thất. Phản pháp quy chân hóa thành bốn thức kiếm, nhưng bốn thức kiếm này mở rộng ra, lại có được 108 loại biến hóa. Xoẹt, cuối cùng Tiểu Sở Sở trông như liều mạng, dốc hết toàn lực, chém một kiếm thật mạnh vào khoảng không trước mặt. Trên đoàn kiếm phát ra tiếng kiếm minh. "Đời này của ta, chỉ đúc một kiếm." Tiểu Sở Sở dùng ngữ khí kiên định mà rằng, lúc cô vừa nói xong thì tiếng kiếm minh phát ra từ thanh đoàn kiếm trong tay lại càng vang dội hơn nữa. Tống thư hàng có thể cảm ứng được, theo một kiếm sau cùng, khí huyết chi lực toàn thân của Sở Sở đều rót hết vào trong thanh đoàn kiếm nho nhỏ ở trong tay, dường như đoàn kiếm được khí huyết chi lực rót vào cho nên kiếm quang cũng trở nên bén nhọn hơn một chút. Đúng lúc này, Tống Thư Hàng phát hiện tim của mình đang đập nhanh hơn. Không phải là tiếng tim đập của tiểu sở sở ở trong mơ mà là tiếng chống ngực của chính Tống Thư Hàng hắn bắt đầu rộn lên vô cùng mạnh mẽ. Thịch, 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 tim đập mạnh tới mức giống như này hẳn lên, gần như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của hắn. Bên trong tâm khiếu, dường như có vật gì đó muốn phá xác mà ra. Là linh quỷ nó đang hét lớn khẩn cấp, giống như muốn chui vào cảnh trong mơ, muốn đến gần sở sở ở trong mơ. Giống như một kiếm kia của sở sở đã kích hoạt linh quỷ. Không chỉ sở sở, linh quỷ còn muốn tới gần bốn bức họa kia nữa. Cảm quan của Tống Thư Hàng và linh quỷ tương thông với nhau, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là linh quỷ có suy nghĩ muốn đến gần mấy bức họa kia. Chấm. Sau một khắc, Tống Thư Hàng mở choàng mắt ra. Đã tỉnh mộng rồi ánh mắt của hắn xuyên qua khe hở của chiếc lều để nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy ngoài trời vẫn là màn đêm với vô số ánh sao lấp lánh, trăng sao thay nhau phát sáng. Chỉ mới tới nửa đêm thôi sao, Tống Thư Hàng cười khổ một tiếng, sau đó giơ tay sờ về phía lồng ngực của mình. Tiếng chống ngực vẫn chưa thể bình tĩnh lại, linh quỷ ở trong tâm khiếu giống như gặp phải kích thích vậy, vô cùng sinh động. Thật ra linh quỷ sinh động hơn cũng chẳng phải chuyện xấu gì, nó có thể chế tạo ra rất nhiều khí huyết chi lực cho Tống thư Hàng không ngừng. Tống thư Hàng thở dài một hơi, tâm cảnh hồi lâu vẫn không thể nào bình tĩnh lại. Hắn không khỏi sờ lên trên chiếc nhẫn đồng cổ trên tay mình. Chẳng lẽ đây chính là nhân quả để lại sau khi Lý Thiên Tố thân tử đạo tiêu sao? Bốn bức họa ở dưới tầng hầm của thế gia họ Sở sao, có lẽ mình lên đi xem thử nhỉ? Tống thư Hàng thì thào, nhưng mình vào tầng hầm của thế gia họ sở kiểu gì đây? Đêm hãy còn dài, nhưng Tống Thư Hàng lại không thể nào ngủ được. Hắn thở dài, ngồi dậy rồi vén lều chui ra ngoài. Vừa mới chui ra thì hắn đột nhiên trông thấy có một đạo thân ảnh ngồi trên một tảng đá bằng phẳng ở cách đó không xa. Thân ảnh kia khoanh chân ngồi đó, hai tay bưng một chén trà làm bằng trúc, trong chén có hơi nóng bốc lên. Ở trên chiếc khai đơn sơ nho nhỏ ở bên cạnh thân ảnh đó có đặt một số món ăn, trái cây và nước trà nóng hôi hổi. Ánh trăng nhu hòa chiếu lên thân ảnh nọ, lúc này đây, dường như toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Tống Thư Hàng mở to hai mắt, là Bạch Tôn Giả. Đã trễ như thế này rồi, sao Bạch Tôn Giả còn chưa ngủ nữa? À, mà cũng đúng, với tu vi của Bạch Tiền Bối thì chuyện ngủ đã sớm trở thành thứ có cũng được, không có cũng chẳng sao rồi. Trong khoảng thời gian này, thật ra Bạch Tiền Bối vẫn luôn phối hợp làm việc và nghỉ ngơi với Tống Thư Hàng mà thôi sau đó tống thư hàng gãi gãi đầu theo như hắn nhớ thì chỗ đó hình như không có tảng đá bằng phẳng nào hết thì phải sáng nay có thấy bóng dáng nó đâu hơn nữa bề mặt của khối nham thạch này phẳng lì luôn có vẻ như là bị một kiếm chém thành thì phải trong lúc nghĩ ngợi miên man đủ thứ bạch tôn giả ngồi trên tảng đá quay đầu lại nhờ mắt cười hỏi hắn sao lại tỉnh rồi gặp phải ác mộng à ha ha tống thư hàng xấu hổ cười khan không có cũng không thể xem là ác mộng gì hết chỉ là giấc mộng này hơi lạ một chút, cho nên ta tự nhiên tỉnh dậy luôn. Sau đó thì bị mất ngủ, cho nên muốn đi ra ngoài một chút. Mũ gạch dưới mũ bạch tôn giả mỉm cười, nếu như không ngủ được thì tới đây ngồi không. Vậy thì ta không khách khí nữa. Tống thư hàng bò lên tảng đá lớn kia, ngồi ở cạnh bạch tôn giả, vói tay lấy một quả trái cây, cắn một cái thật mạnh. Bạch tôn giả cười khẽ, lại rót cho tống thư hàng một chén trà, nhẹ nhàng đặt ở trên kệ. Sau đó, hắn lại nâng chén trà của mình lên lần nữa, thổi nhẹ một hơi, nhấp một hớp trà, ánh mắt thoáng trầm xuống, hỏi Tống Thư Hàng, ngươi mơ thấy cái gì thế? Tống Thư Hàng nhận lấy chén trà trên kệ, học theo kiểu của Bạch Tôn giả, nhấp một hớp nhỏ, đáp mơ thấy một chuyện liên quan tới sở sở cô nương, còn là chuyện liên quan tới Lý Thiên Tố đạo trưởng nữa. Lý Thiên Tố đạo trưởng chính là cái vị tán tu đạo trưởng đã ngàn dặm phi xác tới lúc ta lập khế ước với linh quỷ đấy. Ừm, um, ta có nhớ hắn. Bạch Tôn Giả khẽ gật đầu, nói: "Nếu như không ngại thì có thể kể cụ thể hơn về giấc mơ đó cho ta nghe được không?" Ta cũng chẳng có gì để ngại cả, chỉ là giấc mơ này lạ lắm. Tống Thư Hàng có chút xấu hổ, hắn còn chưa nói cho bất kỳ ai biết cái chuyện hắn có thể mơ thấy những trải nghiệm cuộc đời của người khác này. Vậy thì, nói thử xem, Bạch Tôn Giả cười ha hả nói. Tống Thư Hàng gật đầu, kể lại nội dung giấc mơ. Hắn ở một bên kể lại, Bạch tôn giả ngồi một bên im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái xem như đáp lại. Chính là vậy đó, cuối cùng bởi vì linh quỷ trong tâm khiếu của ta có dị động, nên ta cũng tỉnh dậy luôn, sau khi kể xong toàn bộ cảnh trong mơ, tống thư hàng nốc một hơi cạn sạch chén trà. Á, à, nóng, nóng 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 nóng, hắn vừa thè lưỡi ra vừa thổi hơi liên tục, đồng thời lại cảm thấy hương vị của loại trà này rất tuyệt, còn ngon hơn linh mạch bích trà cả chục lần nữa. Hương trà khiến đầu lưỡi thoải mái giống như muốn nở hoa luôn. Bạch Tôn giả mỉm cười nhìn Tống Thư Hàng, tam trạng đã bình tĩnh lại rồi chứ. Ư ừ, ưm, sau khi tâm sự với người khác xong thì hình như tâm trạng đã tốt hơn nhiều rồi. Tống Thư Hàng trả lời, chống ngực rồn dập đã dần chậm lại rồi, Linh Quỷ ở trong tâm khiếu cũng bình tĩnh lại. Nếu như đã bình tĩnh rồi thì quay về ngủ một giấc cho ngon đi. Ngày mai, chúng ta phải rời khỏi hòn đảo này rồi. Bạch Tôn Giả nhìn lên ánh trăng ở trên trời, sau đó cúi đầu thổi làn khói bốc lên từ chén trà. Bạch Tiền Bối không thấy lạ à? Giấc mơ mà ta gặp phải, cùng với kiểu mơ ấy? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi. "À, ta cảm thấy rất lạ." Bạch Tiền Bối nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng tạm thời nó vẫn không gây hại gì tới ngươi, không phải à? "Vậy cũng đúng." Tống Thư Hàng gãi gãi đầu, cười ha hả. Sau đó, hắn đứng dậy, với tay với Bạch Tôn Giả, Bạch Tiền Bối, ta về ngủ trước đây." "Ngủ ngon nhé." Bạch Tôn Giả nói. "Ngủ ngon." Tống Thư Hàng nhảy xuống khỏi tảng đá. Lại nói, hóa ra Bạch Tiền Bối vẫn có một mặt nữ tính hóa, khéo hiểu lòng người, ôn nhu săn sóc như thế, Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. "Hừm, một mặt nữ tính hóa à." Thanh âm thản nhiên của Bạch Tôn Giả truyền tới từ chỗ tảng đá, ta lại cảm giác, Thư Hàng ngươi làm con gái một lần cũng được lắm. "Ừm." ví như vị sở sở cô nương kia ấy. Chương 360, kể từ ngày hôm nay, không thể thoát vì tiện nữa đâu. Ta nói ra mấy lời ở trong lòng từ bao giờ thế nhỉ? Trong lòng Tống thư hàng thầm kêu không hay rồi, nhanh mồm nhanh miệng, vốn là nhược điểm mà hắn vẫn luôn muốn sửa đổi, nhưng hắn không ngờ, ngoài nhanh mồm nhanh miệng ra, bản thân hắn lại còn có thuộc tính sợ ý nói ra lời trong lòng, nữ ư? Tống thư hàng quay đầu lại một cách cứng ngắc, cười gượng hỏi bạch tiền bối chẳng lẽ vừa rồi ta đã nói gì hà ha ha bạch tiền bối không trả lời câu hỏi của tống thư hàng hắn vừa cười vừa nhấp một ngụm trà nói với giọng điệu khoan thai không nhanh khốc chậm lúc ở trong mộng không phải linh quỷ trong tâm khiếu của ngươi vẫn muốn đến gần bốn bức họa trong mật thất của thế gia họ sở đấy sao vậy chắc là do ngươi đã kế thừa nhân quả của tán tu lý thiên tố nếu đã như vậy ngươi cứ tìm cơ hội đi đến gian mật thất đó tự tay sờ vào bốn bức họa kia xem. Nếu như muốn đến gần gian mật thất đó, chẳng phải biến thành hình dáng của sở sở là một lựa chọn tốt hay sao? Ta còn nhớ người có một cây kim cài ngực, có thể biến đổi ngoại hình đúng không? Quả nhiên vừa rồi mình đã lỡ mồm nói ra mấy lời ở trong lòng mất rồi. Lúc này, Tống Thư Hàng hận không thể vả vào miệng mình mấy cái nghe ý của Bạch Tiền Bối là muốn mình biến thành sở sở cô nương, sau đó trà trộn vào thế gia họ sở đúng không? vậy chẳng phải mình sẽ phải biến thành sở sở cô nương suốt một thời gian rất dài sao, thậm chí còn phải biến thành hình dáng của cô ấy để ăn cơm, uống nước, rồi vào nhà vệ sinh nữ nữa à. Không được, hắn tuyệt đối không muốn như thế, cái chủ đề biến thành con gái để sinh hoạt quả thật quá, quý ông, rồi. Vì thế, Tống Thư Hàng bắt đầu dẫy dụa, cố tìm cơ hội nói, bạch tiền bối, cây ghim cài đó chỉ có thể biến đổi ngoại hình mà thôi, khí tức của ta và sở sở cô nương hoàn toàn khác biệt, chỉ cần người khác cảm ứng cho kỹ là có thể phát hiện ra ngay. Vậy nên, làm vậy không ổn lắm đúng không? Yên tâm đi, vấn đề về chuyện khí tức và huyết mạch thì ta sẽ giải quyết giúp ngươi. Bạch tiền bối thổi nhẹ làn khói bay bổng trên tách trà, thản nhiên nói. Tống thư hàng cắn chặt răng, tiếp tục tìm kiếm chỗ đột phá tiền bối. Ta cảm thấy thân hình của ta và sở sở cô nương hoàn toàn khác biệt. Cho dù ta biến thành sở sở cô nương, nhưng nếu như có người thân thiết với sở sở cô nương đến gần, khẳng định sẽ phát hiện ra sự khác thường mất thôi. Yên tâm đi, ta có thể dạy ngươi một bộ xúc cốt công. Chính là loại võ công mà đồng quái tiên sư dùng để thay đổi hình thể lúc dịch dung ấy, sẽ không có vấn đề gì đâu. Bạch tiền bối bình tĩnh liếc tống thư hàng một cái, nói còn có vấn đề nào khác nữa không? Tiền bối, tống thư hàng mở miệng, nhưng hắn vắt hết óc cũng chẳng nghĩ ra được vấn đề nào khác nữa. Nếu như không có vấn đề gì thì ngủ sớm một chút đi đêm vẫn còn dài lắm. Bạch tiền bối nói rất đối dịu dàng, còn nữa, tặng cho ngươi một câu. Đừng sầu lo vì chuyện ngày mai, bởi vì khó khăn của ngày nào thì ngày đó giải quyết là đủ rồi. Ngày mai, còn có những lo âu của ngày mai chờ ngươi đi gánh vác. Tống Thư Hàng Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, chạy về lều của mình. Lúc đêm khuya yên tĩnh, phần lớn mọi người đều đã yên giấc rồi, tuy nhiên còn một vài người vẫn đang liều mạng làm việc. Ví dụ như những tác giả viết tiểu thuyết trên mạng đang đánh chữ nhanh như bay kia, chỉ khi đêm đến họ mới có được linh cảm. Lại ví dụ như những phóng viên, nhà báo của Hoa Hạ hôm nay vậy. Hiện giờ họ đều đang bán mạng tăng ca. Bởi vì có một tin tốt cần được công bố vào trước sáng ngày mai 3 ngày trước, chiếc máy bay bị mất liên lạc trên đường bay đến hòn đảo nghỉ dưỡng ở biển Đông cuối cùng cũng đã có tin tức mới rồi. Nghe nói, sau khi máy bay xảy ra tai nạn toàn bộ thành viên trên máy bay đã rơi xuống một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương an toàn tuy rằng không rõ tại sao sau khi máy bay xuất hiện ở điểm cuối là Biển Đông, mà hành khách lại rơi xuống tận Thái Bình Dương. Nhưng đây không phải là điều quan trọng, quan trọng là toàn bộ mọi người trên chuyến bay đều bình an vô sự cả. Toàn bộ hành khách, cơ trưởng và nhân viên phục vụ trên chuyến bay đều rơi xuống một hòn đảo tư nhân của một triệu phú thần bí trên Thái Bình Dương. Ngày hôm qua, tất cả các hành khách và nhân viên tổ bay đã lần lượt sử dụng thiết bị liên lạc của vị Triệu Phú thần bí này để liên lạc với người nhà, đồng thời báo tin bình an cho người nhà của mình. Họ sống rất tốt ở trên hòn đảo tư nhân của Triệu Phú thần bí. Hơn nữa, vị Triệu Phú thần bí này còn hứa với tất cả mọi người, một tháng sau, chiếc du thuyền sang trọng xa hoa của ông sẽ đến hòn đảo thần bí này. Đến lúc đó, chính chiếc du thuyền này sẽ chờ tất cả hành khách và nhân viên tổ bay quay về Hoa Hạ. Đây đúng thật là một tin tức làm rún động lòng người. Phóng viên của các trang tin tức, tòa soạn, diễn đàn lớn đều đã nghe ngóng được, tối qua có một chiếc thuyền vô cùng xa hoa đã làm các thủ tục liên quan tại thành phố Tam Hải và hiện đang tiến thẳng về phía Thái Bình Dương. Rõ ràng, chiếc du thuyền này chính là du thuyền tư nhân của vị triệu phú thần bí kia. Những từ ngữ như, ra cửa gặp quý nhân, hay, Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vân vân và mây mây đều được các phóng viên khoác tới tấp lên người vị triệu phú thần bí đó. Về phần người thân của những hành khách và thành viên tổ bay trên chuyến bay bị mất liên lạc ấy, họ đều thầm thở phào nhẹ nhõm, áp lực đè nặng trong lòng họ hôm nay cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ rồi. Lúc này, trên hòn đảo nhỏ của mấy thổ dân nguyên thủy trên Thái Bình Dương, phù chủ thất sinh phù bình tĩnh gạch một nét lên một, lời thề, trong quyển sổ nhỏ của mình, ta phải giúp một nhóm hành khách gặp nạn, cứu bọn họ lên từ biển lớn mênh mông, rồi tiến họ về nhà bình an. Ừm, phù chủ thất sinh phù còn nhớ, chắc khoảng 20 năm trước, bản thân đã xem một bộ phim điện ảnh nước ngoài ở dạp, bộ phim đó tên là Titanic, chủ đề xoay quanh việc đắm tàu, lúc ấy đột nhiên hắn dở hơi lập ra lời thề này. Địch mợ, chỉ là xem một bộ phim điện ảnh thôi mà, thề thốt cái con khỉ gì, ngứa đòn à, thiếu đánh à, ngu quá đi. Hay, nhưng cũng may, lần này đã thuận tiện hoàn thành lời thề này luôn một thể rồi. Công đức vô lượng mà, kha kha kha. Phủ chủ thất sinh phù bỏ quyển sổ nhỏ vào lại túi càn khôn, miệng cười tủm tìm. Cuối cùng, phủ chủ thất sinh phù lại tiện miệng nói, ta xin thề, sau này ta sẽ không thể thốt tùy tiện nữa đâu nhé. Vừa dứt lời, phủ chủ thất sinh phù đột nhiên cứng đờ người lại, tiếp đó, hắn cảm giác hốc mắt của mình ươn ướt hắn lại móc quyển sổ nhỏ của mình ra lần nữa. Bên trên quyển sổ đã có thêm một lời thề mới từ nay về sau, sẽ không thể thốt tùy tiện nữa. Phủ chủ thất sinh phù lại dùng sức gập quyển sổ vào thật mạnh, hai bàn tay nắm chặt lại, lệ nóng cuối cùng cũng tràn mi. Trong lều, Tống Thư Hàng lại tiến vào giấc ngủ thật sâu lần nữa. Sau đó, hắn lại tiến vào một giấc mộng đẹp ngọt ngào. Khi vừa mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân lại xuất hiện trong một gian phòng nhỏ, lần này hắn đang đối diện với gương bĩu môi làm mặt quỷ. Hình dáng xuất hiện trong gương lại chính là gương mặt lô ly đáng yêu của tiểu sở sở. Tống Thư Hàng Giấc mộng liên quan đến sở sở cô nương vẫn chưa kết thúc ư. Trong giấc mộng này còn có chức năng tạm dừng nữa cơ à. Giấc mộng lại lần nữa bắt đầu. Vì ngộ ra, kiếm quyết, thần bí trong mật thất, tiểu sở sở trở thành bảo bối của thế gia họ sở, cả gia tộc gần như dốc hết toàn bộ tài nguyên cho cô ấy tu luyện. Trong những cảnh tiếp theo của giấc mộng, Tống thư hàng biết được rất nhiều người thông qua giấc mộng này, hắn quen biết hết tất cả những người từng có tiếp xúc với sở sở. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 360.